chương 2880, điểm mấu chốt 2. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, ở đây hắn sẽ khắc chế tính tình của mình, nhưng chắc chắn sẽ không ném xuống điểm mấu chốt. Muốn hắn vì bảo mệnh liền lên giường với nữ nhân khác, hơn nữa còn đóng vai nhân vật bị đùa bỡn. Chuyện không thể nào, hắn lắc đầu một cái. Dương Tiểu Thư vẫn là tìm người khác đi, tại hạ không có hứng thú này. Hắn xoay người rời đi, đứng lại, Dương Tiếu Linh đột nhiên đứng lên, dầm, tiếng nước nổi lên bốn phía, nàng kích chỉ lăng hàn, nếu ngươi dám đi ra cánh cửa này, bổn tiểu thư bảo đảm để ngươi chết không có chỗ chôn Lăng Hàn chỉ làm như không nghe thấy, dưới chân nước chảy mây trôi. Người đâu, báo, Dương Tiếu Linh vừa định nói chuyện, đã thấy một tên tiên vương đột nhiên đẩy cửa vào, quỳ xuống ở mặt đất, đánh gãy nàng. Chuyện gì, nàng không nhịn được hỏi, Dương Đại Nhân triệu kiến, tên tiên vương này nói, sắc mặt của Dương Tiếu Linh không khỏi trắng bệch, trong con ngươi lướt qua một tia hoảng sợ, nàng chỉ ít dừng lại một tức, mới nói ta biết rồi tên tiên vương kia đợi một hồi lại nói đại nhân nói để tiểu thư quên đi tất cả lập tức tới chỗ hắn dương Tiếu linh hít một hơi trầm giọng nói ta nói ta biết rồi lúc này tên tiên vương kia mới không có tiếp tục nói hết nhưng vẫn quỳ trên mặt đất hiển nhiên dương Tiếu linh không lên đường hắn sẽ liên tục quỳ gối ở nơi này thay y phục dương Tiếu linh duỗi hai tay hai tên thị nữ vội vã mang quần áo tới thay nàng mặc vào đi nàng hư nói còn mạnh mẽ liếc nhìn tên tiên vương kia còn kém đạp lên một cước lăng hàn mơ hồ nghe được một chút nhưng tự nhiên không để ở trong lòng hắn trở lại biệt viện của đường viễn bởi vì hắn muốn lấy một viên thăng long đan nghiên cứu nó rốt cuộc là dùng dược liệu gì ồ tại sao ngươi trở lại nhanh như vậy đường viễn nhìn thấy lăng hàn nhất thời tràn ngập kinh ngạc phải biết nam nhân bị con nhện độc kia đùa bớn qua không nằm trên giường một năm nửa năm căn bản không thể có lực đứng lên hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý chờ sau khi tiếp Lăng Hàn trở lại, lại để hắn tu dưỡng 10 năm 8 năm, lại đi khiêu chiến huyết chiến vương của Lục Ly. Nhưng Lăng Hàn lại trở về, đây thực sự là để hắn giật mình. Lăng Hàn chỉ cười cười nói, thăng long đan đâu, đường viễn nhất thời nhướng mày, lời này của Lăng Hàn để hắn hết sức bất mãn, người coi mình là ai, có thể dùng khẩu khí như vậy nói chuyện với hắn. Lý Long, người coi mình thành huyết chiến vương, có thể không để đường thiếu vào mắt. Là ương lập tức nhảy ra ngoài, chỉ vào Lăng Hàn nói. Phi, ở trước mặt đường thiếu, người trả là cái cóc khô gì. Còn không mau mau quỳ xuống, cầu đường thiếu mở ra một con đường. lang Hàn nhìn về phía La Ương nói, xem ra người thực sự là lành sẹo liền quên đau, muốn chết phải không? Lý Long, người quá kiêu ngạo, La Ương uy nghiêm đáng sợ nói, hắn không ngại thêm dầu vào lửa, để lang Hàn triệt để trở mặt với đường viễn. Ngươi lặp lại lần nữa thử xem, lang Hàn cười nói, người vô tri đần độn, oanh, lang Hàn ra tay, một quyền đánh nổ đầu của La Ương, thân thể không đầu kia còn chỉ vào hắn, dám dấp có chút buồn cười, lại tràn ngập quỷ dị. Lại nhiều lần khiêu khích hắn, thấy hắn dễ bắt nạt sao. Phốc, máu tươi bắn bay lên người đường viễn, để hắn run rẩy dùng mình. Hắn có loại cảm giác giống như nằm mơ, Lăng hàn lại dám ở trước mặt mình giết người, hơn nữa còn là tiểu đệ của hắn, càng là con trai của một tên tiên vương tầng 7. T, lẽ nào thế giới này điên rồi sao? Trước tiên có một A viên, sau đó là lăng hàn, đều không để những nhị thế tổ như hắn là chuyện to tát. Đường viễn nhìn chằm chằm vào lăng hàn, trong ánh mắt tất cả đều là lửa giận. Hắn không có cách nào rõ, một thủ hạ rõ ràng dám không nghe mệnh lệnh của mình, không chút do dự trở mặt với hắn. Ăn mật của tiên vương tầng 9 sao, hắn điềm nhiên nói, Lý Long, người biết mình đang làm cái gì không? Bành, trên mặt hắn lập tức trúng một quyền, người ra tay đương nhiên là lăng hàn rồi. Đường viễn nổi giận, nhưng còn không nói ra ngoan thoại, cổ đã bị bóp chặt, thậm chí để cho xương cốt của hắn rung động, ý chí võ đạo đáng sợ chấn động, để cho hắn trở nên vô cùng suy yếu, chỉ thấy khí cũng thở không lên, ngực buồn bực, thực có khả năng bị kìm nén mà chết. Hắn sinh ra hàn ý vô tận, Lang Hàn thực sẽ giết mình, thật sự. Lang Hàn cười nhạt một tiếng, ngươi không nên lầm, ta cho tới bây giờ không phải thủ hạ của ngươi. Ngươi nghe cho rõ, ta có thể tiếp tục đi sân thi đấu, tiền thi đấu cũng có thể không cần, nhưng ngươi đừng tới quấy giày ta, nếu không. La ương sẽ là kết cục của ngươi. Nói xong, hắn thu tay về, đường viễn vừa giận vừa sợ, lăng hàn rõ ràng còn dám uy hiếp mình. Hắn làm sao dám, hắn sao có thể, phải biết rằng, sau lưng của mình là đứng một vị tiên vương tầng 9, mặc ngươi lăng hàn lại như bức hò hét, lại há có thể đối địch tiên vương tầng 9. Chỉ cần lão tử của hắn ra tay, tùy tiện là có thể giết lăng hàn thành cặn bã. Khỏi cần phải nói, chỉ là lão tử của La ương ra tay, một vị tiên vương tầng 7 có thể đánh lăng hàn tè ra quần rồi. Cái cửa này hắn tuyệt đối qua không được, nhưng rõ ràng còn làm càn ở trước mặt mình, mở điều kiện, dựa vào, người này não còn bình thường sao. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lại nghĩ tới A Viên, người này giết đi một thủ hạ của hắn, cái kia đồng dạng là hậu đại của một tiên vương tầng 7, thậm chí còn đả thương Dương Tiếu Linh, sao cái rắm cũng không có. Dù hai vị đại nhân vật kia sẽ không đi động lục ly, nhưng chẳng lẽ mặt mũi của hắn còn có khả năng lớn đến để cho hai vị tiên vương cũng không dám động thủ hạ của hắn. Quỷ vương đâu gần đây làm sao vậy? Đường Viễn rất muốn kiên cường một chút, cũng rất muốn bộc phát, nhưng lập tức nghĩ đến lúc trước bị Lăng Hàn nắm cổ, toàn thân lập tức băng hàn, để cho hắn không tự chủ được run dày. Đó là một ngoan nhân, giống như A Viên, ánh mắt nhìn về phía hắn căn bản không mang theo một tia cảm tình, phảng phất như hắn chỉ là một thi thể lạnh như băng. Nếu như hiện tại trở mặt ở đây có ai có thể ngăn cản Lăng Hàn? Nếu Lăng Hàn dám giết La Ương, dù sao đã xông ra họa ngập trời, giết hắn lại tính toán cái gì chứ? Chương 2881, La phủ minh. Hơn nữa, Đường Viễn đối với đề nghị của Lăng Hàn kỳ thật cũng rất có hứng thú, bởi vì hắn lãng phí đối với tiền tài tràn đầy nhu cầu, mà đầu tư ở trên người Lăng Hàn lại xa xa không có thu hồi lại, hiện tại hắn thật đúng là có chút nghèo. Liền xem lão tử của La Ương a. Nếu như Lăng Hàn có thể ở trong tay tiên vương tầng 7 sống sót, vậy hắn cũng không ngại lợi dụng Lăng Hàn, tay chân như vậy vẫn rất có tác dụng, hơn nữa thủ của Lục Ly còn không có báo trở lại. Chờ lợi dụng Lăng Hàn lợi nhuận đủ tiền, báo thủ Lục Ly xong, sau đó lại làm thịt. Ở trong lòng đường viễn thầm nghĩ, hắn xác thực là hoàn khố, nhưng đồng thời cũng rất sự thật. Tốt, hắn gật đầu nói, chỉ là trên mặt lại không có vẻ vui mừng. Tất cả mọi người kinh hãi, không nghĩ tới đường viễn lại có thể thỏa hiệp, phải biết rằng, vị này chưa từng thụ qua ủy khuất như vậy. Thế nhưng tưởng tượng, hiện tại Lăng Hàn có được lực lượng áp đảo, chẳng lẽ đường viễn còn có khả năng trở mặt hay sao? Tựa như lúc trước ở sân thi đấu, hắn bị A Viên dùng kiếm gác ở trên cổ, không phải cũng kinh sợ. Kỳ thật, thằng này chính là ỷ có lão tử tiên vương tầng 9, dứt bỏ điểm này, hắn chỉ là tiên vương tầm thường. Chỉ là thi cốt của La Ương còn chưa lạnh, hắn liền thỏa hiệp như vậy, chẳng phải là để cho người thất vọng đau khổ. Đi theo lão đại như vậy, có thể bị đối phương bán đi hay không. Nhưng Đường Viễn lại không có tâm tư để ý loại chuyện này, tuy hắn thỏa hiệp, thế nhưng mặt mũi cũng ném sạch sẽ, sao còn sẽ để ý người khác. Hắn hất tay áo lên, nghênh ngang rời đi, mau chóng để cho Lăng Hàn đi quyết đấu với Huyết Chiến Vương của Lục Ly, sau đó lại không ngừng để cho Lăng Hàn lên sân khấu, ép sạch sẽ giá trị của đối phương. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lăng Hàn qua được cửa ải của lão tử La Ương, La Phù Minh cũng không phải người nhu nhược. Quả nhiên trời còn chưa tối, La Phù Minh đã tới. Bái kiến La Thúc, đường viễn tự mình nginh tiếp, dù hắn tự cho mình rất cao, thế nhưng ở trước mặt thủ hạ đắc lực của lão tử cũng phải biểu hiện ra cung kính tất yếu, nếu không đẩy những người này đến dưới chướng của đối thủ cạnh tranh, một tư lệnh chỉ còn mỗi cái gốc lại có thể làm gì. La Phù Minh gật gật đầu, sắc mặt rất khó nhìn nói. Ác nhân giết La Ương kia còn ở trong quý phủ của ngươi không? Còn, đường viễn nói, hắn giết La Ương, vậy mà ngươi không trói hắn lại đưa đến quý phủ của bổn tỏa la phù minh hỏi ngữ khí mang theo bất mãn rõ ràng có phải ngươi còn muốn bao che người này hay không đường viễn rất oan kỳ thật hắn cũng muốn giết lăng hàn rõ ràng dám uy hiếp mình thế nhưng một là hắn không nỡ tiền thứ hai hắn không có năng lực này chỉ có thể ăn ngay nói thật không dối gạt la thúc thực lực của ác nhân kia cường đại hiện tại đảo khách thành chủ ngay cả tiểu chất cũng không làm gì được hắn a à, la phù minh kinh ngạc hắn ở nhà sau đó chứng kiến thi thể nhi tử đưa tới biết được hung thủ là ai ở đâu liền vội vã giết tới căn bản không có hỏi sự tình khác trong lòng của hắn sững sờ nghĩ tới rất nhiều sự tình bởi vì gần đây một thời gian ngắn quỷ vương đô có ám sóng bắt đầu khởi động nhưng muốn đổi trời sẽ không có quan hệ tới chứ nhưng đường viễn lại không biết hắn nói người nọ gọi lý long là huyết chiến vương mới lên cấp thao la phù minh lập tức giận dữ vẻ kiêng kỵ tiêu tan toàn bộ chỉ là huyết chiến vương mà thôi hơn nữa còn mới lên cấp, vậy thì có sao? Hắn lập tức nói, bổn tọa muốn bắt người này, mang về giết tế điện ương nhi, người sẽ không phản đối chứ? Đương nhiên sẽ không, Đường Viễn nói, hắn biết rõ đây là thủ hạ đắc lực của phụ thân, phụ thân là tuyệt đối sẽ không cho phép hắn bởi vì tiền cùng tự oán mà để cho thủ hạ bất mãn. Cho nên, La Phù Minh thật muốn làm thịt Lăng Hàn, hắn cũng sẽ không ra mặt cầu tình. Hơn nữa, hắn cũng rất muốn nhìn Lăng Hàn chết ở trước mặt, cổ còn ẩn ẩn đau nhức a la phù minh phẩy tay áo một cái nói dẫn đường đường viễn dẫn đường đi tới chỗ ở của lăng hàn thế nhưng tìm một vòng lại căn bản không có phát hiện lăng hàn hạ lạc hiền chất người đâu la phù minh nhiên hỏi nói đường viễn lau mồ hôi lạnh hắn xác thực an bài lăng hàn ở đây còn phái người ở bên ngoài giám thị rõ ràng không có chứng kiến đối phương đi ra ngoài hiền chất người thật không có bao che ác nhân này chứ la phù minh lại hỏi tiểu tử này ngay cả mình cũng dám lừa dối sao Đường viễn linh cơ khẽ động, tên kia nhất định núp ở trong không gian thần khí, la phù minh dương động thần thức, tìm kiếm khắp nơi. Chỉ một hồi, thần trí của hắn liền tập trung ở một cái hộp nhỏ, tuy cái kia được che giấu rất khá, nhưng hắn vẫn cảm ứng được khí tức bất đồng. Đây là, tiên kim, con mắt của hắn lập tức sáng ngời, phải biết rằng ngay cả hắn cũng không có tiên khí, nhưng bây giờ một khối tiên kim bày ở trước mặt, để cho hắn làm sao có thể không tim đập thình thịch. Tang tử chi thống lập tức bị hắn ném đến sau đầu, bởi vì nhi tử chết có thể sinh đứa khác, nhưng tiên kim bỏ lỡ còn có cơ hội được cái thứ hai sao. Xoát, đúng lúc này, một nhân ảnh chấp động, lang hàn trống rỗng xuất hiện, khí tức trên thân cường đại mà không ổn định. Lang hàn một mực nghiên cứu sừng của Ngưu nhị, nhiều ngày như vậy, hắn tự nhiên cũng có chút hiểu rõ. Đây là chỗ hội tụ tất cả lực lượng của đại lực thiết như tộc, tự ý nào đó mà nói, cái này là tiên dược, thậm chí còn cường đại hơn tiên dược. Lang Hàn không có luyện thành đan dược, bởi vì hắn đối với tiên dược của thế giới này còn không phải rất hiểu rõ, không có cách nào lợi dụng hữu hiệu. Bởi vậy, hắn cải biến một chút, quyết định đơn giản luyện hóa hai cái sừng châu, chắt lọc ra tinh hoa. Sau khi quay lại biệt viện của đường viễn, hắn liền bắt đầu tiến hành công việc này, mà bởi vì sợ quấy nhiễu, hắn liền tiến vào không gian tiên khí. Lúc trước hắn lãnh giáo qua ngõ lý, ở trên tiên khí bày ra trận văn, khiến cho không gian tiên khí này rất khó bị phát hiện, dù tính toán bị phát hiện rồi, Trận văn phát động cũng có thể tạo được hiệu quả phòng ngự. Chương 2882, giết con mối hận. Dù thế nào, đây cũng là tiên khí, chỉ là không thể công phạt mà thôi, thế nhưng dùng tất cả lực lượng vào phòng ngự, cái này tự nhiên cũng rất nhiều bức. Chỉ là Lăng Hàn dù sao cũng chỉ là tiên vương tầng 3, cho nên La Phú Minh chỉ cần chăm chỉ tìm, vẫn rất nhanh thì tìm được không gian tiên khí. Lăng Hàn ra tốc thời gian với mình, thời gian sự thật chỉ qua gần nửa ngày, hắn đã luyện hóa được hai cái sừng trâu hóa thành một chén kim dịch hiện tại hắn đã có bếp lò nấu không hư vô luận là luyện đan hay tinh luyện tài liệu đều rất tiện mỗi người một phần lăng hàn lấy non nửa chén kim dịch cho nữ hoàng còn có non nửa chén thì cho nhu yêu nữ đây là vật đại bổ chỉ thấy trong chén bay lên ký hiệu đại đạo diễn hóa thiên địa vạn vật chỉ là cái đồ chơi này không phải tiên vương căn bản không có phúc tiêu thụ cho nên các nàng lưu vũ đồng liền không có phần tiểu khủng cũng có ba người một thú bình quân chia ra cái này thật có thể ăn sao? Nhu yêu nữ cao mày nói, nàng là tận mắt thấy đây là sừng châu dung luyện. Lăng Hàn thò tay, không muốn liền cho ta, ai nói người ta không muốn. Nhu yêu nữ vội vàng bưng chén lên, còn trắng mắt chừng Lăng Hàn, người này thiệt là, mình chỉ là làm nũng mà thôi, sao lại không hiểu phong tình như vậy. Nữ hoàng cười cười, dẫn đầu uống cạn kim dịch, tiểu khùng thấy chủ nhân uống, mới lẻ lưỡi ra liếm. Lăng Hàn cũng uống một hơi cạn sạch, như yêu nữ thì như vợ nhỏ gặp cảnh khốn cùng, chậm rãi uống vào. Sau khi dùng, ba người một thú lập tức luyện hóa dược lực. Năng lượng trong sừng châu có thể nói khủng bố đến kinh người. Như nhị là đế giả tầng 4, mà như đại càng là đế tinh tầng 5, gần như chín thành năng lượng của bọn hắn bị rút ra, dù tính toán bình quân chia làm 4 phần, y nguyên có thể so sánh tiên dược đỉnh cấp. Lăng Hàn vốn muốn tiếp tục tăng lên khí lực, nhưng tuy sừng châu đại bổ, lại không cách nào so sánh với hóa nguyên quy nhất quả, chỉ có thể tăng lên tu vi mà thôi. Bởi vậy, Lăng Hàn cũng không có lựa chọn khác, tu vi của hắn bắt đầu tăng vọt, đã đến giai đoạn Tiên Vương, cho dù mỗi ngày phục dụng tiên dược cấp cao nhất, muốn bước ra một cảnh giới cũng cần lấy trăm vạn năm thời gian tới tính, mà sau khi tới tầng 7, tầng 8, căn bản chỉ có vài loại đại dược mới có thể tạo thành tác dụng. Bởi vậy, tu vi của Lăng Hàn tăng vọt kỳ thật cũng là tương đối, so với tiên vương khác tiến cảnh, hắn có thể coi cực tốc, thế nhưng chia tầng 3 thành 10 bước đây cũng chỉ có thể làm cho hắn bước ra một bước mà thôi. Nhưng lúc trước Lăng Hàn đã tiếp cận tầng 3 đỉnh phong, một bước này bước ra, hắn chính thức đụng chạm đến tầng 4. Phải biết rằng, chỉ số tiến hóa của hắn đã đạt đến 12, thậm chí vượt qua một tia cũng có khả năng, cực hạn ít nhất cũng là nhất bộ thiên tôn, trùng kích tầng 4 sẽ có bình cảnh sao. Dưới thời gian lưu gia tốc, chỉ 11 ngày mà thôi, hắn liền oanh phá bình chướng tầng 4. Thiên kiếp lập tức hình thành lăng hàn đương nhiên không có khả năng ở trong không gian tiên khí độ kiếp nếu không ở dưới thiên kiếp oanh kích tiên kim cũng có khả năng bị đập nát cho nên lăng hàn một cước bước ra tiên khí ồ oh, lăng hàn lập tức phát hiện trước mặt đang đứng hai người một là đường viễn cái khác là trung niên nam tử trên người quấn quanh lấy bảy đạo dị sắc hắn chỉ tưởng tượng một chút lập tức kịp phản ứng đây là lão tử của la ương chạy đến tìm hắn báo thù tới a à, tiểu tử chết tiệt ánh mắt của la phù minh hung lệ Càng có tham lam vô tận, bởi vì hắn chứng kiến Lang Hàn là từ trong tiên kim bay ra, cũng thuận thế thu tiên kim vào. Đây là một kiện không gian tiên khí, hắn lập tức kết luận, mà cái này lại để cho hắn càng thêm nóng bức, xa xỉ đến lấy tiên kim làm thành không gian tiên khí, thằng này nên giàu có bao nhiêu. Tiên vương mộ địa ở lúc mới bắt đầu xác thực giam giữ tiên vương có lai lịch, có bối cảnh, bất tiện trực tiếp giết chết, cho nên mới ném bọn họ vào đây tự sinh tự diệt, nhưng thời gian lâu rồi, rất nhiều tiên vương không có bối cảnh gì cũng bị ném vào bởi vì so với việc trực tiếp giết chết, ném vào tiên vương mộ địa mới là tra tấn tốt nhất. Dù thế nào, đây cũng là một ngục giam, nhưng lại tràn đầy giết chóc, có hôm nay khả năng không có ngày mai, áp lực như núi. La Phù Minh là loại thứ hai, hắn không có bối cảnh gì, trái lại, hắn đắc tội một người có lai lịch lớn, cho nên mới bị ném vào tiên vương mộ địa. Hắn có thể khẳng định, sau lưng lang hàn nhất định có thiên tôn, nếu không làm sao có thể xa xỉ như thế, lấy tiên kim làm thành không gian tiên khí nhận lấy cái chết, hắn ra tay, một lần hành động muốn đoạt mệnh, hắn cũng không quan tâm bối cảnh của Lăng Hàn như thế nào, đến nơi này ai cũng chỉ là một tiện mệnh. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, người xác định, oanh, thiên địa như đáp lại, chính là một đạo thiểm điện bổ xuống. La Phù Minh ngạnh xanh thu hồi công kích, thằng này lại độ kiếp. Hắn cũng không dám quấy nhiễu, cảnh giới càng cao, thiên kiếp càng khủng bố, bởi vì càng tiếp cận thiên địa cực hạn, thiên địa càng nhằm vào, sẽ không để cho người đơn giản đạt tới tiên vương tầng 7 như hắn vì cái gì không có cách nào dảo bước tiến lên tầng 8. Một phương diện cố nhiên là đại đạo khó có thể nắm giữ, một phương diện khác là e ngại thiên kiếp, khả năng thành công có thể nói cực nhỏ. Dựa vào, làm sao sẽ xảo như thế, hết lần này tới lần khác liền tới lúc lăng hàn độ kiếp chứ. Đường viễn cũng xứng sờ, lăng hàn muốn độ kiếp, chẳng phải là nói. Hắn muốn trở thành tiên vương tầng 4, ahh, à thằng này còn không có lấy được thăng long đan, liền nhẹ nhàng xông lên tầng 4 như vậy. Hắn ghen ghét chết rồi, hắn không biết đã ăn bao nhiêu thăng long đan, nhưng bây giờ còn dừng lại ở tầng 2, nếu như những thăng long đan này dùng ở trên người. Tiên vương tầng 2 khác, nói không chừng người nọ đã đạt tới tầng 4, tầng 5 rồi. Tư chất của hắn xác thực không cao, thậm chí có thể nói bất hảo, toàn bộ là nhờ hắn có một lão tử tốt, nếu không hắn căn bản không có khả năng trở thành tiên vương. Một đôi so sánh, hắn tự nhiên vô cùng ghen ghét. Lăng Hàn chỉ cười cười, Hai người này dám can đảm can thiệp mình độ thiên kiếp sao? Hắn phóng lên trời, đón đánh Tiên Vương đại kiếp, oanh, một đạo thiểm điện bổ qua, vô cùng đáng sợ, Lang Hàn đã trúng một cái, lập tức bị đánh bay, bay ra ngoài thành. Chương 2883, Tiên Vương tầng 4. Hắn tạm thời vẫn chưa muốn cùng Tiên Vương tầng 9 trở mặt, bởi vậy không có ở trong thành độ kiếp, nếu không ở dưới thiên kiếp lớn như vậy, đoán chừng quỷ vương đô sẽ không còn. Oanh, 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 tia chớp không ngừng bổ tới như hình với bóng, đây là thiên địa nhằm vào, hắn trốn ở đâu cũng vô dụng. Hưu, La Phù Minh cũng đi theo ở phía sau, đừng nói có mối hận giết con, chỉ là vì không gian tiên khí, hắn cũng không có khả năng buông tha Lăng Hàn. Lăng Hàn đón đánh thiên kiếp, trong thức hải phát sinh biến hóa kịch liệt. Tiên chủng đang tiến hành thuế biến lần thứ tư, thiên kiếp rầm rầm, uy lực to đến kinh người, bổ đến Lăng Hàn mình đầy thương tích, uy lực của đại kiếp này tuyệt đối đạt đến tầng 7, nếu không không có khả năng oanh phá khí lực của Lăng Hàn nhưng uy lực của thiên kiếp càng lớn, Lăng Hàn ngược lại càng mừng rỡ. Bởi vì chỉ cần hắn không chết, như vậy có thể nhanh chóng tăng lên tu vi của hắn, thiên kiếp là năng lượng thuần túy nhất, thích hợp bồi dưỡng tiên trùng nhất. Trong thức hải, tiên thụ đã sớm hóa thành hạt giống, hiện tại đang đâm trồi, lần thứ tư hóa thành cây giống. Một bên, là phù minh cho mày, chỉ là trùng kích tầng 4 mà thôi, thế nhưng thiên kiếp chỉ uy lại như lúc hắn đột phá tầng 7. Cái này là quái vật như thế nào a à? tầng 4 có thể địch tầng 7. Mấu chốt là, Lăng Hàn còn chưa chết, lúc trước hắn cũng không gì hơn cái này à, may mắn vượt qua, nhưng vết thương trồng chất, cách quỷ môn quan thực chỉ có một bước ngắn. Cực kỳ khủng khiếp, quá khủng khiếp rồi, người trẻ tuổi này quả thực chính là yêu quái. Bất quá, vượt qua thiên kiếp, hắn khẳng định nguyên khí đại thương, hơn nữa mình đã tu đến tầng 7 đỉnh phong, muốn chân áp mình ở tầng 7 sơ kỳ lúc trước, hơn nữa còn trọng thương, cái kia tự nhiên là chuyện dễ dàng. Mà Lăng Hàn càng yêu nghiệt trên người hắn liền càng có khả năng cất giấu bảo vật kinh người. La Phù Minh khó giấu tham lam, nói không chừng hắn có thể vì vậy từ nay về sau nhất phi trùng thiên, cái gì đường minh bá, cái gì thanh quỷ tiên vương, cũng chỉ có thể phủ phục ở trước mặt hắn. Oanh, thiên kiếp cuồng oanh loạn tạc, tu vi của Lăng Hàn càng tiếp cận thiên địa cực hạn, thiên địa phản ứng cũng càng kịch liệt, trăm phương ngàn kế ngăn cản hắn trèo lên đỉnh. Lăng Hàn tràn đầy tự tin, trong thức hải hắn, tiên trùng đang khỏe mạnh phát triển, đã dài ra hai mầm mỏ, cực kỳ khả quan hắn hy vọng có thể ở sau khi vượt qua thiên kiếp, đi ra một bước đầu tiên. Đừng nhìn chỉ có một bước, nếu như từng bước tới, một bước này có thể là vài tỷ thậm chí mấy chục tỷ năm khổ tu. Thời gian đang nhanh chóng đi qua, La Phù Minh ngồi xếp bằng trên đất, hắn đang điều chỉnh trạng thái, muốn bằng chiến lược đỉnh phong nhất một lần hành động oanh giết Lăng Hàn, bằng không mà nói, hắn không biết loại người có bối cảnh như Lăng Hàn sẽ có bao nhiêu át chủ bài đáng sợ. Một ngày, qua rất nhanh, thiên kiếp cũng đã đến khâu cuối cùng, theo một đạo thiểm điện cuối cùng rơi xuống, mây đen đầy trời đột nhiên tan thành mây khói, giống như cho tới bây giờ không tồn tại qua. Oanh, một đạo công kích đáng sợ bắn tới, không gian vỡ nát, làm cho cả bầu trời tràn ngập tia chớp, hóa thành lôi hải. Thiên kiếp lại tới nữa. Không phải, đây là La Phù Minh xuất thủ, hắn tu rõ ràng cũng là lôi chi đại đạo, bởi vậy, dương động lên lôi đình đầy trời, giống như thiên kiếp xuất hiện lần nữa. Lăng Hàn thét dài một tiếng, vung quyền nghinh tiếp, banh hắn lập tức bị đánh bay, nhưng thân hình của La Phù Minh cũng run lên, rõ ràng không thể thừa dịp thắng truy kích. Khóe miệng lăng hàn lộ ra dáng tươi cười, chỉ một lần giao thủ, liền để cho hắn lý giải chiến lược của song phương. Hắn vừa mới bước vào tầng 4, nhưng sinh mệnh lũy thừa đã bão tố lên một vạn, La Phù Minh là tiên vương tầng 7, thế nhưng tư chất bản thân không cao, nhiều nhất chỉ là hoàng giả, hắn đã là tầng 7 đỉnh phong, cho nên sinh mệnh lũy thừa đạt đến hơn một vạn một ngàn. Ở bên ngoài, hoàng giả trở thành tiên vương tầng 7 là chuyện hoàn toàn không thể nào, nhưng ở chỗ này lại bởi vì thăng long đan, lại làm cho không có khả năng biến thành khả năng. Chiến lực là phân cách, nhưng không có đạt tới tình trạng nghiêng về một bên nghiền áp. Thân hình lăng hàn run lên, bất diệt thiên kinh tự động vận chuyển, hắn ở trong thiên kiếp bị thương đang nhanh chóng khôi phục. Thiên kiếp chính là như vậy, thời điểm bổ vô cùng khủng bố, nhưng chỉ cần sống qua thì tốt rồi, sẽ không lưu lại đại đạo chi thương. La Phù Minh lại trợn mắt há hốc mồm, chiến lực của Lăng Hàn mạnh đã để cho hắn líu lưỡi, nhưng vì cái gì lực khôi phục của đối phương cũng đáng sợ như thế. Người thật sự là người sao? Hắn cắn răng, vô luận là báo thù cho con, hay bản thân hắn tham lam, hắn đều khó có khả năng bỏ dở nửa chừng. Giết, hắn liên tục ra tay, vô luận như thế nào, hắn ở trên chiến lực vẫn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cùng lắm thì dùng nhiều một ít tay chân, chẳng lẽ tiên vương tầng 7 còn không thể tiêu diệt một tiên vương tầng 4 mới lên cấp sao? Lúc này, đường viễn cũng chạy tới, lúc trước hắn mất dấu, về sau thấy được thiên kiếp tàn sát bừa bãi, lúc này mới tìm đúng phương hướng. Không chỉ hắn, còn có chút ít tiểu đệ của hắn, tổng cộng 7 người. Bọn hắn chứng kiến Lăng Hàn đang cùng La Phù Minh chém giết, mỗi một cái đều há to miệng, giống như con cá thoát khỏi nước, vẫn còn khẽ trương khẽ hợp. Đây quả thực là đầm rồng hang hổ A, tiên vương tầng 4 có thể mãnh liệt đến tình trạng như vậy. Bất quá, Lăng Hàn lại mãnh liệt, bị oanh giết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bọn người đường viễn lắc đầu, chiến lực của Lăng Hàn rõ ràng không bằng, lại liều mạng với La Phù Minh, cái này không phải muốn chết sao. Tiên vương khó giết, đó là bởi vì tiên vương chạy trốn nhanh, như Lăng Hàn loại toàn cơ bắp, chỉ chiến không lùi, cái kia không chết mới lạ. Chết, 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 La Phù Minh dương động tiên lôi, hận không thể lập tức oanh Lăng Hàn thành bão vụn. Thế nhưng Lăng Hàn phòng thủ vô cùng được ương ngạnh, tuy trên người thương thế càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng nặng, lại như cũng còn chiến đấu, phản kích cực kỳ lăng lệ ác liệt. Lăng Hàn đang ép mình, hắn còn có át chủ bài, ví dụ như Tiên Ma kiếm, ví dụ như cảnh giới hạn mức cao nhất, thể thuật của hắn còn có không gian tăng lên. Thế nhưng hắn không có dùng, chỉ lấy quy tắc chi lực quần với La Phù Minh, hắn muốn tiến thêm một bước củng cố, kéo dài đạo của mình. Chương 2884, bước lùi một. Cái này hậu quả chính là thương thế của hắn càng ngày càng nặng, một lần lại một lần cùng tử vong gặp thoáng qua, mà ở thời khắc sinh tử như vậy, Lăng Hàn không ngừng hiểu ra hắn tin tưởng sau lần chiến đấu này chiến lực của hắn sẽ có tiến bộ nhảy vọt tu vi rất nhanh tăng lên mang đến tai hại hẳn có thể rất nhanh giải quyết không đến mức xuất hiện tình huống tâm cảnh theo không kịp tu vi không cần chống cự vô vị bổn tọa cho ngươi một thống khoái la phù minh khẽ nói lăng hàn ương nạnh để cho hắn kinh hãi chỉ cần tu vi của người trẻ tuổi này lại tăng một bậc tuyệt đối có thể cùng hắn bình khởi bình tọa thương thế của lăng hàn vô cùng nghiêm trọng một cánh tay của hắn đã chặt đứt bụng cũng có một miệng vết thương cự đại, đánh xuyên qua thân thể của hắn rồi, chân trái cả nhắc, chân phải càng không còn, cả người hoàn toàn thành huyết nhân. Hắn thở hổn hển, sinh mệnh chi hỏa cũng lung lay sắp đổ. Dù lực khôi phục của hắn kinh người, thế nhưng công kích của đối thủ càng lăng lệ ác liệt, nhất định sẽ từng bước một kéo hắn tới thâm uyên tử vong. Xong đời, hắn thật sẽ xong đời. Đường viễn nhìn xem, trong nội tâm cũng không biết là cái cảm thụ gì. Một phương diện, hắn muốn giết nghịch thần lăng hàn dám uy hiếp hắn, một phương diện khác hắn còn muốn dựa vào Lăng Hàn báo thù cho hắn, thay hắn kiếm tiền, bởi vậy, hiện tại hắn rất xoắn suýt. Những người khác nghĩ rất đơn giản, bọn hắn hận Lăng Hàn cướp đi đường viện ân sủng, tự nhiên hy vọng Lăng Hàn chết rồi. Chết đi, La Phù Minh cười lạnh, ngưng tụ lôi đình thành kiếm, muốn một lần hành động oanh xuyên lồng ngực Lăng Hàn, ở dưới lôi hệ đại đạo cuồng bạo, sinh cơ của Lăng Hàn sẽ lập tức diệt sạch. Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười, cuối cùng tế ra tiên ma kiếm, hắn không thể chơi tiếp nếu không không phải ma luyện, mà là muốn chết. Tiên ma kiếm ra, lập tức tự kích hoạt, đây chính là tiên khí mà Lăng Hàn tự tay luyện ra, chỉ cần một ý niệm của hắn là có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Chỉ là tiên ma kiếm, đương nhiên không có khả năng địch nổi tiên vương tầng 7, nhưng Lăng Hàn cùng tiên ma kiếm hợp bích, vậy thì không giống lúc trước. Tiên khí sắc bén, lực phá hoại có thể hoàn toàn phát huy, cái này liền khủng bố rồi. Một kiếm nơi tay, Lăng Hàn lập tức bất đồng, hắn cường thế phản kích, trái lại la phù minh, hắn lấy quy tắc quấn quanh ở trên người, muốn ngạnh cản tiên ma kiếm, thế nhưng hắn chỉ là tiên vương tầng 7, hơn nữa còn là hoàng giả. Thứ hai tiên ma kiếm không phải là tiên khí bình thường, mà là cắn nuốt rất nhiều tiên kim, lực phá hoại cao hơn. Cả hai thêm cùng một chỗ, La Phù Minh đâu thể nào tay không địch nổi tiên ma kiếm, lập tức bị chảm phun huyết, khá tốt cảnh giới của hắn cao hơn quá nhiều, không có giống như Ngưu Đại trực tiếp bị chảm chết. Hắn đã có cố kỵ, nào dám dây dưa dài dòng, chỉ có thể cự ly sao anh kích, nhưng kể từ đó, lực sát thương tự nhiên hạ thấp một đoạn, muốn oanh giết Lăng Hàn. Khó, cái này là tầm quan trọng của tiên khí, trực tiếp cải biến chiến cuộc. Bất quá, Lăng Hàn tế ra tiên ma kiếm, cũng không phải coi đây là thắng. Cảnh giới của La Phù Minh cao hơn quá nhiều, chiến lực ưu thế rõ ràng, trừ khi có thể như giết Nhiêu Đại, một kiếm mất mạng, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng oanh giết được. Đối phương là ngu ngốc, sẽ tử chiến tới cùng, Lăng Hàn trái tay nắm lấy quyển trục vị diện, bắt đầu rút ra năng lượng trong đó. Ở giữa thiên địa một mảnh bình tĩnh, không có lôi vân cuồn cuộn mà đến. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, không hổ là vị diện siêu cao đẳng, tính bao dung quá mạnh mẽ, cũng không có nhầm vào hắn. Cái này nếu ở tiên vực, hắn căn bản không dám làm càn luyện hóa quyển trục vị diện, hơi không khống chết được, sẽ thực sự đưa tới thiên tôn kiếp. Hắn tham lam hấp thu lấy lực lượng trong quyển trục vị diện, ở trong cơ thể hắn lao nhanh, để cho mỗi một tế bào đều giống như hoan hô tung tăng như chim sẻ. Cùng lúc đó, lực lượng của hắn tăng lên, tốc độ nhanh kinh người. Lăng Hàn hô hấp, trong mũi phụt lên bạch khí, hóa thành một bạch long, một vào một ra. Thanh âm tim đập của hắn bàng bạc, phảng phất như tiếng sấm nổ vang, vô cùng trầm ổn, đanh thép, đây là tăng lên khí lực. La Phù Minh khiếp sợ, hắn cảm ứng được sinh mệnh lũy thừa, sinh mệnh chi hỏa của Lăng Hàn tràn đầy như lô, cái này thật sự là một Tiên Vương sao? Tiên Vương có thể đạt tới tình trạng khủng bố như vậy? Đồ vật trong tay tiểu tử này là cái gì? Chính là sau khi cái đồ chơi này xuất hiện, sinh mệnh chi hỏa của Lăng Hàn mới sẽ tràn đầy như thế, mà tim đập càng như tiếng sấm nổ vang, thậm chí có thể ảnh hưởng đến hắn, để cho tần suất tim đập của hắn đồng bộ. Lấy ra cho ta, hắn triển khai thân pháp, muốn vượt qua tiên ma kiếm sắc bén, đoạt quyển trục vị diện đi. Lăng Hàn há sẽ như hắn mong muốn, thân hình hắn động, tránh qua một kích, sau đó cường thế phản kích, tiên ma kiếm chém ra từng đạo kiếm khí, diệu động trường không hắn cần thời gian, đẳng cấp tiên vương càng cao, khoảng cách lại càng lớn, muốn cho thể thuật của hắn đạt tới tầng 4, hắn cần rút ra ít nhất một phần ba lực lượng của quyển trục vị diện. Mười ngày là ít nhất, Lăng Hàn không nhanh không chậm, hắn kịch chiến với La Phù Minh, lúc trước hắn liền có thể chịu đựng được, huống chi hiện tại hắn còn có tiên ma kiếm, hơn nữa mỗi qua một hồi, thực lực của hắn sẽ cường đại một phần, sẽ chỉ làm tình thế càng ngày càng nghiêng về phía hắn. La Phù Minh vẫn còn ra sức, hắn ôm hy vọng, có thể chấn áp, oanh giết lăng hàn. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, thời gian cực nhanh, thực lực của lăng hàn càng ngày càng mạnh. Thể thuật của hắn đã vượt qua quy tắc chi lực, không giống quy tắc, đây là tăng lên bản chất, một bước một dấu chân, thể thuật bất đồng, chỉ cần hạn mức cao nhất của cảnh giới mở ra, có thể xông lên một bậc thang. Thể thuật cùng quy tắc hợp bích, cộng thêm tiên ma kiếm, hắn chính thức có được thực lực đối kháng La Phù Minh. Đương nhiên, cái này một là vì La Phù Minh không có tiên khí. Hay là bởi vì tư chất của hắn quá kém, ở bên ngoài, hắn hoàn toàn không có khả năng trở thành Tiên Vương tầng 7, chống đỡ chết cũng chỉ là tầng 1, tầng 2 mà thôi. A, à, La Phù Minh gào thét, hắn mãnh liệt xoay người, hưu, hóa thành một làn khói nhẹ, lập tức biến mất. Hắn không có lòng tin đánh nữa, đối phương càng ngày càng mạnh, thậm chí có khả năng siêu việt hắn. Chương 2885, bước lui hai. Lăng Hàn cũng không truy kích, một Tiên Vương một lòng muốn đi. Hơn nữa ở trên cảnh giới vượt xa hắn, hắn làm sao ngăn được? Hắn sớm muộn gì cũng sẽ ở Quỷ Vương Đô đại náo một hồi, đến lúc đó nên tính toán sổ sách sẽ tính rõ ràng. Nhìn xem Lăng Hàn cầm kiếm mà đứng, Đường Viễn từ đáy lòng thấy lạnh cả người. Người trẻ tuổi này thật đáng sợ, vừa bước vào tầng 4 thì có thể khí lực va chạm tiên vương tầng 7, thậm chí đuổi đối phương đi. Nói như vậy, nếu như Lăng Hàn đạt tới tầng 6, chẳng phải là có thể địch nổi tầng 9 sao? hắn cậy vào lớn nhất chính là lão ba của hắn nhưng nếu như lăng hàn có thể cùng cha hắn bình khởi bình tọa vậy hắn còn có khả năng làm càn trước mặt lăng hàn sao tuy cách ngày đó còn có chút xa xôi nhưng đường viễn đã có loại cảm giác ngày đó nhất định sẽ tới hắn cũng như vậy huống chi là những người khác ánh mắt nhìn về phía lăng hàn ai cũng tràn đầy sợ hãi bọn họ đều bởi vì trưởng bối mới có khả năng hoành hành ngang ngược nhưng bây giờ đứng ở trước mặt bọn họ lại là một người đủ để chống lại lão tử của bọn họ há có thể không cho bọn hắn giật mình bể mật. Ở tiên vương mộ địa, không có quy củ, chỉ có giết chóc, ở trước mặt lăng hàn, bọn hắn không có một chút cảm giác an toàn. Lăng hàn thu kiếm, hắn nhìn về phía đường viễn nói. Huyết long đan, đường viễn khẽ run rẩy thấy lăng hàn toát ra vẻ không vui, liền vội vươn tay lấy ra một bình thuốc, cung kính đưa đến trong tay lăng hàn. Hắn bây giờ là thực sự sợ lăng hàn, bởi vì đối phương thực có thể uy hiếp được tánh mạng của hắn, thậm chí sau khi giết hắn còn có khả năng thong dong rời đi. Hắn thích đùa nghịch huy phong, kiêu căng, cuồng bạo, nhưng so với tánh mạng, đây hết thảy đều có thể bị ném bỏ. Lăng Hàn tiếp nhận bình thuốc, ở trên vai đường viễn vỗ nhẹ nhẹ. Thời điểm có chiến đấu liền tới bảo ta, ta nói sẽ chiến đấu cho ngươi, là nói lời giữ lời. Đường viễn rõ ràng có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng gật đầu. Lăng Hàn nghênh ngang rời đi, hắn cần bế quan, một là củng cố cảnh giới, hay là tiêu hóa kinh nghiệm chiến đấu với La Phù Minh vừa rồi. Lần bế quan này, dù hắn dùng thời gian gia tốc, lại như cũng dùng 3 tháng hiện thực. Trong lúc này, nữ hoàng, nhu yêu nữ nhao nhao đột phá, bởi vì Lăng Hàn không trở về thành, các nàng đột phá tự nhiên không có dẫn phát bất luận kẻ nào chú ý. Lăng Hàn đoán chừng thực lực của mình, chiến lực toàn bộ triển khai, có thể chiến tiên vương tầng 7. Đương nhiên là loại dựa vào thăng long đan tăng lên như La Phù Minh, nếu như đối thủ là đế giả thậm chí đế tinh, lăng hàn cũng có thể tự bảo vệ mình hắn quay lại chỗ ở của đường viễn mới vừa vặn dàn xếp xong đường viễn liền đi tới ngài trở lại rồi ta có thể khiêu chiến lục ly chưa đường viễn có chút không thể chờ đợi được tìm lục ly báo thù vẫn là chấp niệm của hắn để cho hắn một mực khổ đợi lăng hàn trở lại bởi vậy dù hắn muốn đối phó lăng hàn cũng phải đợi hắn báo thù lục ly xong đã lăng hàn ngược lại không sao cả hắn tới đây mục đích đúng là chiến đấu liền gật đầu tốt ta đi an bài ngay. Đường viễn cũng không dám mỏi mòn chờ đợi, lăng hàn để cho hắn từ đáy lòng phát lên hàn ý. Lăng hàn phất phất tay, những ngày này hắn một mực tiêu hóa kinh nghiệm chiến đấu, hiện tại, hắn rốt cục có thời gian rảnh lấy thăng long đan ra, ý định hảo hảo nghiên cứu. Cái này có thể làm cho hoàng giả, thậm chí vương giả Giảo bước tiến lên tiên vương, hơn nữa không ngừng ở tầng một, để cho hắn rất hiếu kỳ. Lăng hàn tách ra một chút dược mạt của thăng long đan, lấy thần hồn tiến hành nhìn quét, nhưng vô luận tài liệu là cái gì trải qua luyện chế tự nhiên không có cách nào đơn giản phân biệt hắn đặt ở trong miệng nếm nếm lập tức có vô số hiểu ra đại đạo giống như ở trước mặt có thể đụng tay đến chẳng trách cái này có thể tăng lên tỷ lệ đột phá của tiên vương hiệu quả có chút nghịch thiên hắn gọi đường viễn qua hỏi sự tình thăng long đan cái này ở đâu ra đường viễn trả lời cực kỳ đơn giản phụ thân đại nhân cho về phần đường minh bá lại từ nơi nào được thăng long đan thanh quỷ tiên vương, lang hàn sờ cầm, muốn làm rõ ràng đan phương của thăng long đan, chẳng lẽ hắn còn phải đi tìm thanh quỷ tiên vương? Người sáng tạo ra thăng long đan tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, nghe đường viễn nói, thăng long đan này ở mỗi thành thị trong tiên vương mộ địa đều có, tuy giá trị kinh người, nhưng không đến nổi hy hữu. Cổ quái, đan dược quý giá như vậy, số lượng hẳn nên ít đến thương cảm mới phải. Ngõ lý không ở đây, nếu không hắn có thể trợ giúp mình phân tích, chỉ nói điểm ấy, hắn so với mình là đại đan sư còn muốn như bước hơn vô số lần có cơ hội phải tới phủ đệ của thanh quỷ tiên vương xem mới được hắn bước la phù minh đi cái này hẳn không phải bí mật gì có lẽ thanh quỷ tiên vương đã biết sự hiện hữu của hắn ôm ý nghĩ chiêu an a vì cái gì hắn còn không có nhìn thấy thanh quỷ tiên vương có lẽ đối phương có sự tình khác làm trễ nãi tạm thời còn chẳng quan tâm hắn rất nhanh bên lục ly truyền đến đáp lại đã đáp ứng đường viễn khiêu chiến cái này để cho đường viễn cực kỳ hưng phấn hắn đợi lâu như vậy, cả ngày đợi đến một ngày có thể báo thù rửa hận. Chiến đấu định ở ba ngày sau, huyết chiến vương đối huyết chiến vương, chiến đấu như vậy tự nhiên đặc biệt hấp dẫn ánh mắt, sau khi đấu chàng thả ra tin tức, lập tức dẫn phát vô số người điên cuồng. Nếu có ai điều tra, như vậy sẽ phát hiện người xem thuần một sắc vì thi uyên. Cũng chính là tên huyết chiến vương kia của Lục Ly, vì cái gì, lúc trước lăng hàn trào phung thật sự quá làm người hận, nhân khí mất đến lợi hại, để cho tất cả mọi người ở quỷ vương đô muốn nhìn hắn chết. Có lẽ thay góc độ khác mà nói, đây cũng là biểu hiện của nhân khí vượt, nếu không sao có nhiều người quan tâm như vậy. Tiếng xấu lan xa đó cũng là danh A. Ngày hôm nay, người xem như mây, vé vào cửa bị xào đến kinh người, nhưng vẫn cung không đủ cầu. Lăng Hàn ở hậu trường đợi một lúc, hắn được mời ra, sau khi trở thành huyết chiến vương, đãi ngộ của hắn được đề cao không ít, mà đối thủ của hắn cũng cùng một thời gian xuất hiện. mươi 2886, Thuần Phục, thi Uyên, hiện tại đã là huyết chiến vương chín thắng, cân nhắc đến thua còn phải trừ điểm, chiến tích của hắn kỳ thật tương đối khả quan. Bất quá, ngay cả Ngưu Đại cùng Ngưu Nhị cũng bị chết ở trong tay Lăng Hàn, Thi Uyên tu vi tầng 3 có thể thắng được Lăng Hàn hiện tại, vậy thì thật là sự tình không thể tưởng tượng nổi. Người dẫn chương trình đang làm lấy giới thiệu, khán giả cũng động viên Thi Uyên, thế nhưng Lăng Hàn lại cực kỳ nhàm chán, tu vi thấp hơn mình, có thể làm cho hắn có chiến ý gì? Trên khán đài, Đường Viễn lại không phải nghĩ như thế, hắn cực kỳ hưng phấn dù Lăng Hàn chỉ là một sơn hà cảnh hắn cũng vui vẻ, bởi vì này đại biểu cho hắn thắng lục ly. Còn có A Viên kia, hắn hung hăng nắm bắt lan can, hắn nhất định phải để người này chết. Không được hoàn mỹ chính là, lục ly tuy đã đáp ứng khiêu chiến, bản thân lại không có xuất hiện. Đại khái là biết rõ nhất định phải thua, cho nên mới không tới, miễn cho bị hắn ở trước mặt mọi người nhục nhã. Đường viễn thầm nói, khóe miệng thì lộ ra cười lạnh. Chiến đấu bắt đầu, quả nhiên, cái này quá không có huyền niệm, thì Uyên hai ba chiêu đã bị Lăng Hàn Oanh giết. Có phải rất khó chịu hay không, muốn ở trước mặt bản thiếu gia đắc trí một phen. Nhưng thanh âm của Lục Ly lại đột nhiên vang lên, đường viễn sững sờ, sau đó không khỏi đại hỉ, hắn chưa từng có nghĩ tới mình có một ngày lại có thể bởi vì nghe được thanh âm của Lục Ly mà cao hứng. Ha ha, thắng được một hồi đại thắng, không có chính chủ làm sao thoải mái. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, vừa muốn nói chuyện, nhưng lại run sợ. Bởi vì hắn chứng kiến không chỉ là Lục Ly, còn có Dương Tiếu Linh. Địa vị của nàng ở trong nhị thế tổ là đứng vào top 3, rõ ràng như vợ nhỏ đi cùng với Lục Ly, mà một tay của Lục Ly còn tiến vào váy của nàng, tùy ý đùa bỡn ngọn núi no đủ. Cái này, Đường Viễn biết Dương Tiếu Linh này vô cùng hào phóng, quan hệ nam nữ loạn kinh người, thế nhưng từ trước đến nay chỉ có nàng đùa bỡn nam nhân, làm sao có thể trái lại bị Lục Ly đùa bỡn. Luận thực lực, Dương Tiếu Linh là tiên vương tầng 4, so với Lục Ly cao hơn nhiều. Luận bối cảnh, thực lực của Dương Thiếu Tiên Vương cũng mạnh hơn lục cao toàn, Tiên Vương tầng 9 có bài danh, Thanh Quỷ Tiên Vương thứ nhất, Dương Thiếu cùng chiều đông phá xếp thứ hai thứ ba, tranh lệch không phải rất lớn. Mà lục cao toàn xếp hạng tầm 10 tên, cùng phụ thân của hắn không sai biệt lắm. Cho nên, lục ly có tư cách gì tùy ý đùa bỡn Dương Tiếu Linh. Chính vì khó hiểu như thế, mới để cho hắn toàn thân phát lạnh. Lục ly đặt mông ngồi xuống, Dương Tiếu Linh thì quỳ gối ở bên cạnh hắn, thay hắn vuốt ve, nhu thuận như thị nữ. Đường viễn, có phải rất ngạc nhiên hay không? Hắn cười nói, kinh ngạc đâu chỉ là đường viễn, triệu song cũng hoàn toàn nói không ra lời, một màn này đánh vỡ đầu bọn hắn cũng không có cách nào tưởng tượng, cũng không thể tin tưởng. Bản thiếu đã từng nói qua, cho tới bây giờ đều thực hiện. Lục ly dương dương đắc ý, lúc trước hắn nói dương tiếu linh sẽ lên giường của hắn, hiện tại chẳng những thực hiện, hơn nữa hiệu quả kinh người, dương tiếu linh quả thực như kỹ nữ, còn có một chút tôn nghiêm đáng nói sao. Đường viễn cùng triệu song đều khiếp sợ đến nói không ra lời, một màn này cần bọn hắn tiêu tốn vài ngày mới có khả năng tiếp nhận. Đường viễn, người bây giờ cấp độ quá thấp, bản thiếu ra căn bản chẳng muốn chơi với ngươi. Lục Ly khinh thường nói, bất quá, nếu ngươi không muốn chơi, cái kia bản thiếu ra sẽ thanh toàn ngươi. Cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống, đường viễn nghe xong, lập tức hừ lạnh, nói đùa gì vậy. Tuy hắn không biết Dương Tiếu Linh làm sao sẽ nghe lời giống như con chó, thế nhưng Dương Tiếu Linh là Dương Tiếu Linh, hắn là hắn, làm sao có thể khuất phục Lục Ly. Đừng nói Lục Ly, dù âm Hà Tiên Vương cũng không có khả năng để cho hắn quỳ. Lục Ly, người không cần mơ mộng hão huyền nữa. Lục Ly cất tiếng cười to, sau đó nói, nếu không, chúng ta đánh cuộc. Buổi tối hôm nay, người nhất định sẽ tự mình đến quý phủ của bản thiếu gia, như con chó quỷ liếm bản thiếu gia. Đúng rồi, thời điểm tới, đừng quên mang con chó kia của ngươi, bản thiếu ra đối với hắn có chút hứng thú. Đã nói ngươi là mơ mộng hão huyền, sao ngươi còn bất tỉnh? Đường viễn lạnh lùng nói, ha ha, ngày mai gặp, lục ly vươn người đứng dậy, sau đó nghênh ngang rời đi. Dương Tiếu Linh nhắm mắt theo đuôi, giống như thay thế vị trí của A Viên, trong ánh mắt thì cất giấu phẫn nộ cùng sỉ nhục. Đã qua hồi lâu, đường viễn mới nhìn triệu xong nói. Vừa rồi một màn kia, đến cùng có phải chân thật hay không? không có người dịch dung thành linh tỷ A. Triệu song cũng không thể tiếp nhận, đường viễn lắc đầu, dịch dung, đi đâu tìm một nữ tiên vương tầng 4. Hơn nữa, lại có ai dám giả mạo linh tỷ, trên người lục ly, đến cùng xảy ra biến hóa gì, lại để cho hắn có được quyền thế kinh người như thế. Triệu song lại hít khí lạnh, chỉ cảm thấy tay chân rét run, hắn dừng một cái, hỏi. Người có đi hay không? Đường viễn hừ một tiếng, dù cái kia thực sự là linh tỷ, nàng là nàng, ta là ta, muốn bản thiếu ra cúi đầu. Phi, đó là sự tình không có khả năng, còn muốn bản thiếu ra quỷ liếm, bản thiếu ra thà rằng đi chết, nhưng triệu song không dám gật bừa. Linh tỷ là tính tình bực nào, thế nhưng rõ ràng bị chị phục phục thiếp thiếp như thế, đường viễn, người cũng không nên đem lời nói quá vẹn toàn. Đường viễn không nói gì thêm, nhưng trong lòng thì có ngạo khí, dù lục ly thành tiên vương tầng 9 thì như thế nào, lão tử của hắn cũng thế, sợ cái rắm. Một đoàn người quay lại, Lăng Hàn y nguyên nghiên cứu thăng long đan, này là đặc sản nơi đây, chưa từng nghe nói qua ở đâu còn có loại đan dược này. Cái này để cho hắn phát lên một loại suy đoán, có lẽ tài liệu nào đó của thăng long đan chỉ có ở đây mới có khả năng sinh trưởng. Chiếu nói như vậy, nếu như thang long đan có thể mang ra ngoài, cái kia khả năng kiếm lấy bao nhiêu tài phú. Để cho tiên vương tăng lên tu vi, đây là thủ đoạn thiên tôn mới có khả năng có được, nhưng ở đây thăng long đan có thể tăng tỷ lệ đột phá lên tới một thành, cái này là cực kỳ khủng bố. Trên lý luận mà nói, chỉ cần ăn đủ tham long đan, như vậy trùng kích 10 lần liền có một lần có khả năng đột phá. Cái này ngẫm lại liền dọa người. chương 2887, triệt để thua. Hắn ở chỗ này nghĩ xuất thần, bên kia, đường viễn lại nhận được lão tử hắn gửi thư. Một tiên vương xuất hiện, trên người hắn quấn quanh lấy năm đạo dị sắc, chứng kiến đường viễn, liền chắp tay nói. Thuộc hạ ra mắt công tử, tiên vương tầng năm liền không đặt đường viễn ở trong mắt rồi, hắn chỉ vung tay nói. Chuyện gì, đại nhân có một đạo chỉ lệnh, lệnh thuộc hạ mang cho công tử. Tiên vương này lấy ra một phong thơ, trên có ký hiệu đặc thù, chỉ cần vừa mở ra, ký hiệu này sẽ nghiền nát, biến mất, cho nên có bị người động tay chân hay không xem xét liền biết. Đường viễn tiếp nhận thư, nhưng không có hủy đi, chỉ phất phất tay. Ta đã biết, đi xuống đi, tên tiên vương kia lại không có động, tiếp tục nói. Đại nhân có lệnh, việc này quan trọng, công tử phải lập tức quan sát. Đường viễn sướng sờ, lập tức có cảm giác không vui, thằng này rõ ràng dám thúc giục mình. Dựa vào, hiện tại mọi người đều làm sao vậy, cả đám đều muốn kỵ đến trên đầu của hắn sao. Lúc này hắn muốn bão nổi, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn nhịn xuống, phụ thân phân phó như vậy, nhất định là có chuyện quan trọng. Hắn mở thư, xem xét, khuôn mặt lập tức trướng đến đỏ bừng, hai mắt phun ra lửa. Hỗn đàn, hắn lập tức vỗ bàn, trực tiếp đứng lên, chỉ vào tên tiên vương kia nói. Ngươi rõ ràng dám giả tạo thư của phụ thân tới lấn ta. Không dám, đây đúng là chỉ lệnh của đại nhân." Tên Tiên Vương kia trầm giọng nói, không chút hoang mang. Đường Viễn bình tĩnh trở lại, lần nữa xem thư, đây đúng là chữ viết của Đường Minh Bá, hơn nữa, ký hiệu phong ấn cũng là của phụ thân, không có dấu vết mở ra. Thế nhưng hắn thực không thể tin được, bởi vì cha lại để cho hắn lập tức đi quý phủ lục ly bồi tội, nếu như không thể để cho Lục Ly thỏa mãn, vậy hắn cũng không cần trở lại. Từ nay về sau coi như không có đứa con trai này. Tay của hắn run rẩy, trên thư còn có một hàng chữ, muốn hắn mặc váy, cứ như vậy một đường đi qua. Thật đáng sợ, hắn đã từng thả ra ngoan thoại, nếu như hắn cúi đầu trước Lục Ly, vậy không bằng mặc váy đi trên đường, nhưng bây giờ thì sao, Đường Minh Bá trực tiếp phân phó hắn làm như vậy. Năng lượng của Lục Ly, cường đại đến vượt quá tưởng tượng, hắn dám gọi nhịp với Lục Ly, là vì hắn cũng có lão tử Tiên Vương tầng 9 nhưng bây giờ đường minh bá rõ ràng khuỷu tay hướng ra phía ngoài thiên hướng lục ly lập tức để cho hắn cảm giác trong nội tâm trống rỗng trong phẫn nộ ủy khuất vô tận cũng bay lên hàn ý mãnh liệt chẳng trách ngay cả dương tiếu linh cũng sẽ biến thành như vậy thân lão tử tạo áp lực khả năng có biện pháp nào hắn vô lực ngồi xuống thật lâu sau đó mới nói ta đã biết thuộc hạ cáo lui tên tiên vương kia quay người rời đi đường viễn trầm mặc hồi lâu trên mặt hiện lên dáng tươi cười đắng chát lão tử đã nói như vậy rồi hắn không dám bất tuân vốn tưởng rằng thắng lục ly một hồi lại thật không ngờ lại vận chuyển đến nhà ngay cả lão tử cũng đứng ở bên lục ly hắn nghĩ đến lục ly lúc trước còn muốn mang lăng hàn theo trên mặt liền cười lạnh lăng hàn này làm càn không cố kỵ nếu cùng lục ly nổi lên xung đột hắc 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 dù sao không liên quan chuyện của hắn hắn sẽ trước tiên phủi sạch quan hệ hắn lập tức đứng lên đi gặp lăng hàn lý long có việc đi cùng bản thiếu gia, mời cùng bản thiếu gia đi một chút, trong lòng hắn tức giận, ngữ khí có chút hít sông, nhưng lập tức sửa lại. Lăng Hàn quét mắt nhìn hắn nói, chuyện gì, con mẹ nó, người hỏi thăm cọng lông, bảo ngươi đi, ngươi đi theo là được, sao nói nhảm nhiều như vậy, đây là thái độ một cấp dưới nên có sao. Nhưng hắn lập tức khống chế, hiện tại còn không phải lúc cùng Lăng Hàn trở mặt, trọng yếu nhất chính là lừa gạt Lăng Hàn đi qua chỗ lục ly. Hắn vội vàng nói, ta có yến hội, lại cùng lục ly đấu một hồi cần ngươi xuất thủ lăng hàn gật đầu tốt bọn hắn xuất phát thế nhưng vừa ra biệt viện đường viễn liền xé quần áo bên ngoài lộ ra váy hoa dù lăng hàn không sợ trời không sợ đất thế nhưng chứng kiến bộ dạng này vẫn nhịn không được khóe miệng co giật tình huống như thế nào thằng này là dây thần kinh nào đáp sai rồi hay quỷ nhập vào người nếu như lăng hàn từ đầu tới đuôi chứng kiến lục ly cùng đường viễn giao phong hắn nhất định có thể lập tức đoán ra đường viễn là triệt để thua nhưng hắn không biết, bởi vậy, hắn chỉ cảm thấy kỳ quái mà thôi. Đường viễn cũng đỏ cả mặt, hắn cương ép cười cười. Cái yến hội này chính là chủ đề dịch trang, thấy sắc mặt của lăng hàn tối sầm, hắn vội vàng nói. Người không cần, người không cần, hai người rêu rao khắp nơi, khó tránh khỏi gặp được người đi đường, ai cũng nhìn đường viễn với ánh mắt khác thường, ngay cả lăng hàn cũng bị vạ lây. Hai cái đồ biến thái, bất quá, đại bộ phận phần người đều nhận thức đường viễn, nào dám trêu chọc nhị thế tổ này, không sợ rước lấy hỏa sát thân sao. Ai cũng nhìn thoáng qua bỏ chạy, thầm nghĩ loại nhị thế tổ phá sản này lại biến thái cũng không có quan hệ gì tới bọn họ. Sau nửa canh giờ, bọn hắn đi tới một tòa biệt viện, đây là chỗ ở của Lục Ly. Cửa ra vào có hai thủ vệ, chứng kiến bộ dáng này của đường viễn lập tức cười ha hả. Đây chính là đường ra đại thiếu, nhưng bây giờ mặc váy hoa, thật sự là mất hết cả mặt. Người khác sợ đường viễn, bọn hắn lại không sợ, vì chủ tử của bọn hắn là Lục Ly lăng hàn nhìn lướt qua nhíu mày muốn nói bọn hắn dự tiệc chủ đề là hóa trang như vậy hai thủ vệ này há dám chê cười đường viễn dù lại lớn mật cũng không có khả năng như vậy trong đó có quỷ hắn lập tức nói lớn mật rõ ràng dám chê cười đường thiếu một thủ vệ lập tức hừ lạnh nói cái gì đường thiếu ở trước mặt đại thiếu của chúng ta chính là cặn bã đến cửa bồi tội cũng dám kiêu ngạo như vậy ngươi là không muốn sống sao lăng hàn lập tức giật mình hóa ra đường viễn là tới bồi tội chẳng trách mặc váy hoa, chật chật chật, cái thành ý này thật đúng là cực kỳ cao. Bất quá, kéo mình lên làm gì? Lăng Hàn nhìn về phía đường viễn, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, lại. Không nói chuyện, đường viễn lập tức cảm giác áp lực như núi, trên trán có mồ hôi lạnh chảy xuống, hắn vốn tưởng rằng có thể lừa Lăng Hàn tiến vào lục phủ, đến lúc đó liền không phải do Lăng Hàn rồi, nhưng bây giờ còn không có đi vào A, làm sao lại để cho Lăng Hàn phát hiện. mươi 2888, đổ thêm dầu vào lửa không cần khẩn trương, ta không có nói không tiến vào. Lăng Hàn cười nói, hắn lại muốn nhìn, cái này là đầm rồng hang hổ như thế nào. Đường viễn lập tức như chút được gánh nặng, vội vàng nói. Cảm ơn Long Ca, cảm ơn Long Ca. Cái tâm tình này thay đổi rất nhanh, để cho hắn ngay cả ca cũng kêu lên. Hai gã thủ vệ đều nghẹn ngào, người này cũng quá nghiêu bước đi à nha, ngay cả đường viễn cũng phải gọi ca. Rốt cuộc là ai, đường viễn không dám chọc giận Lăng Hàn, cũng quyết định cúi đầu với Lục Ly, thế nhưng không có nghĩa là tùy tiện am miêu a à cầu gì cũng có thể khi dễ hắn. Hắn đẩy tay, bành bành, hai gã thủ vệ liền bị hắn đánh bay ra ngoài. Chúng ta đi, hắn khôi phục vài phần uy phong của nhị thế tổ, chỉ là hắn một thân váy hoa, làm như vậy chỉ là vô cùng khôi hài mà thôi. Lăng hàn hai tay bắt chéo sau lưng, ung dung rảnh rỗi, hắn rất ngạc nhiên, vì sao đường viễn lại đột nhiên kinh sợ, hơn nữa kinh sợ đến tình trạng mặc váy hoa tới nịnh nọt đối phương. Có ý tứ, bọn hắn đi vào, rất nhanh đã có người chạy ra đón chào ngược lại không có châm chọc đường viễn mà ở phía trước dẫn đường một đường đi tới bọn hắn đến hoa viên chỉ thấy ở đây đang cử hành một yến hội long trọng khách rất đông đường viễn công tử đến người dẫn đường đột nhiên dừng lại sau đó lên tiếng kêu to cái giống này vang lên lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người tới sau đó liền thấy có người phun cơm rượu đồ ăn có ít người khá tốt phun lên không trung có chút lại trực tiếp phun đến trên quần áo người khác tiếng cười vang rền, vô cùng sung sướng. Đường viễn hận không thể ở trên mặt đất có cái động để cho hắn chui vào, hắn tự nhiên biết rõ những người này đều là diễu cợt mình. Đây là sỉ nhục mà nhị thế tổ như hắn chưa từng chịu qua, để cho hắn lập tức muốn quay người rời đi. Thế nhưng hắn không ngốc, phụ thân cố ý viết một chỉ lệnh cho hắn, cái này là tín hiệu vô cùng nghiêm trọng, nếu hắn dám phát tính tình. Đoán chừng sẽ bị đường minh bá đánh phế, sau đó vẫn phải trở lại nịnh nọt lục ly. Cho nên, nhất định phải chịu sỉ nhục này, vậy làm gì còn phải bị đánh một trận chứ? Triệu xong cũng ở đây, hắn ngược lại là được mời đến, chứng kiến dáng vẻ ấy của đường viễn, tự nhiên khiếp sợ đến tột đỉnh. Trước có Dương Tiếu Linh, lại là đường viễn, lục ly quả thực chính là tồn tại giống như thanh quỷ tiên vương, không người có thể nghịch. Ha 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 ha, lục ly cười to, hắn xuất hiện, như chúng tinh cùng nguyệt, bên người toàn bộ là nhị thế tổ của quỷ vương đô, cả đám đều lấy hắn cầm đầu. Dương Tiếu Linh cũng là tiêu điểm, nàng xinh đẹp như hoa, vũ nghị tận xương, vẫn là đại tỷ trong nhị thế tổ, nhưng bây giờ y như chim non nép vào người, vô cùng nhu thuận. Giờ khắc này, lục ly quả thực chính là đứng ở nhân sinh đỉnh phong, lại phong quang bất quá rồi. Đường viễn, bản thiếu nói ngươi sẽ đến, đúng hay không? Hắn nói, đường viễn cắn răng, phái chào Lục thiếu nói đúng, là tiểu đệ lúc trước một mực mắt bị mù, vậy mà đối phó với lục thiếu, tiểu đệ nên đánh. Hắn liên tục đánh mặt mình, dùng sức còn rất lớn. Lục ly cười ha ha, đợi đến lúc đường viễn đánh người mới tát, hắn mới thản nhiên nói. Được rồi, bản thiếu ra liền thu ngươi làm tiểu đệ, về sau có chút ánh mắt là được. Dù sao, đường minh bá cũng là tiên vương tầng 9, trong tay hắn có đồ vật đường minh bá muốn, nhưng cũng không có khả năng quá mức khinh người. Hiện tại hắn lợi nhuận đủ mặt mũi, cũng có thể thấy tốt thì lấy rồi. Đường viễn nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng sợ lục ly cho hắn càng nhiều khó chịu nữa, như bây giờ, tuy hắn rất mất mặt, nhưng vẫn còn có thể trong phạm vi tiếp nhận hắn vội vàng cười nói cảm ơn lục thiếu về sau tiểu đệ nhất định lấy lục thiếu như thiên lôi sai đâu đánh đó lục thiếu nói làm gì tiểu đệ liền làm cái đó lời nói này nói đến lục ly rất hài lòng hắn nhẹ gật đầu vẻ mặt tươi cười đường viễn nhìn lại lăng hàn ngữ khí mãnh liệt còn không mau quỳ xuống bái kiến lục thiếu hắn tự nhiên là cố ý hắn biết lăng hàn chắc chắn sẽ không nghe theo vậy hắn thừa cơ đoạn tuyệt quan hệ với lăng hàn mà hiện tại lục ly hổ cao khí dương, nhất định sẽ tạo áp lực để cho lăng hàn khuất phục, đến lúc đó hai người sẽ trực tiếp trở mặt. Kết quả tốt nhất, tự nhiên là lăng hàn tiêu diệt lục ly, sau đó lại bị tiên vương tầng 9 chấn giết, cái này quá hoàn mỹ. Lăng hàn cười mỉm nhìn đường viễn nói, người đây là muốn chết sao? Hắn không thèm để ý đường viễn cùng lục ly đấu tranh, nhưng không nên cuốn hắn vào, hắn sẽ không để ý đại náo một hồi, sau đó rời đi. Tiên vương mộ địa to lớn, rất nhiều thế lực thuộc về quan hệ đối địch chẳng lẽ cường giả quỷ vương đâu còn dám chạy tới những địa phương kia ra tay sao lý long nể tình thực lực của ngươi không tệ bản thiếu đối với ngươi rất dễ dàng tha thứ nhưng bây giờ là ở trước mặt lục thiếu há có địa phương ngươi cản dỡ đường viễn nói lăng hàn phản ứng tự nhiên ở trong dự liệu của hắn bản thiếu không phải là đối thủ của ngươi nhưng nơi này chính là phủ đệ của lục thiếu chẳng lẽ ngươi còn muốn lật trời không muốn tự lầm nghe đường viễn nói như vậy Nhị thế tổ khác cũng nhao nhao mở miệng, muốn lăng Hàn bái kiến lục ly. Cho rằng mình là huyết chiến vương liền rất giỏi, ngu ngốc, huyết chiến vương chỉ có thể đánh nhau một chút mà thôi, còn không phải một con chó. Chó, phải có thái độ của chó, chỉ là tiên vương tầng 3 mà thôi. Bọn hắn nhận thức Lăng Hàn còn dừng lại ở lúc trước, không biết Lăng Hàn đã trở thành tiên vương tầng 4, bởi vì Lăng Hàn cùng Thi Uyên chiến đấu căn bản không cần toàn lực ứng phó, tùy ý ra tay liền giết chết. Những người này cố nhiên là thúc ngựa nhưng để cho Lục Ly có chút xuống đài không được, hiện tại Đường Viễn đã là tiểu đệ của hắn, cũng không quản thúc được Lăng Hàn, hơn nữa nơi đây lại là địa bàn của hắn, há có thể trơ mắt nhìn Lăng Hàn làm càn. Cho nên, hắn phải trấn áp Lăng Hàn, chính hắn đương nhiên không dám, chẳng qua là tiên vương tầng 2, hơn nữa miễn cưỡng mới đạt tới vương giả, đâu thể nào là đối thủ của Lăng Hàn. A à, Viên, Lục Ly nhìn lại bên cạnh, A à, Viên lập tức đi ra, lúc trước hắn vẫn đứng đó, lại phảng phất như sáp nhập vào trong không khí căn bản không có người phát hiện sự hiện hữu của hắn, nhưng khẽ động, rõ ràng chỉ đơn giản đi ra mà thôi, hắn lại như kiếm ra vỏ, tản mắt hàn ý đoạt người. Chương 2889, Âm Hà Tiên Vương đến. Phong mang tất hiện, như tuyệt thế thần binh, hắn vốn bình thường, nhưng bây giờ lại có bốn đạo dị sắc xuất hiện, tay phải cũng khoác lên trên chuôi kiếm, ánh mắt lăng lệ ác liệt, tràn đầy sát khí đáng sợ. Tiên Vương tầng 4, Lăng Hàn kinh ngạc tu vi của hắn tăng lên tốc độ đã rất nhanh không nghĩ đến a viên này cũng không chậm người trẻ tuổi này không thể khinh thường chiến lược rất kinh người hắn nói ngươi rất mạnh tại sao lại làm chó cho tên nhị thế tổ kia a viên lại đi vài bước đứng ở trước người lăng hàn ba trượng thân thể hơi cong giống như một dã thú tùy thời có khả năng bộc phát ra sức chiến đấu kinh thiên động địa hắn hờ hững nói sư phụ muốn ta bảo hộ hắn lăng hàn ồ lên một tiếng sư phụ ngươi là ai bớt cùng hắn nói nhảm, bắt lấy hắn cho bản thiếu gia. Lục Ly tức giận nói, không muốn giết, bản thiếu gia muốn người sống, lại để cho hắn nhận hết thống khổ, cho hắn biết hậu quả khi ngỗ nghịch bản thiếu gia. A Viên không có trả lời, nhưng đinh một tiếng, trường kiếm đã ra khỏi vỏ, trực chỉ lăng hàn, lập tức hàn ý càng thêm. Ngươi là tự chói, hay muốn ta ra tay? Hắn hỏi, lăng hàn nhoẻn miệng cười. Nếu như người buông tay mà chiến nói không chừng có thể ngăn cản ta trăm chiêu, nhưng tâm có cố kỵ, ở trong 10 chiêu ta liền có thể cho ngươi nuốt hận. Ánh mắt A Viên nhảy dựng, hắn một mực lạnh lùng, giống như một chiến binh, nhưng hiện tại rốt cục đã có một chút ít cảm xúc chấn động. Ông, thanh âm thân kiếm chấn động truyền ra, hắn đã xuất kiếm, đâm về phía trái tim của Lăng Hàn. Quy tắc không gian, lang Hàn lộ vẻ kinh ngạc, thời gian, không gian A Viên xuất kiếm xuất hiện chấn động quỷ dị, đây là đối phương điều khiển quy tắc không gian, mới khiến cho một kiếm này nhanh không hợp thói thường, kiếm ra, thanh âm mới vừa vặn chấn động, thế nhưng mũi kiếm đã đụng phải quần áo hắn. Đối phương ở không gian đại đạo nắm giữ không kém, bằng không mà nói, kiếm không có khả năng nhanh như vậy. Lăng Hàn có chút cười cười, đồng dạng điều khiển quy tắc không gian. Một màn quỷ dị xuất hiện, tuy A Viên không ngừng đẩy mạnh, thân kiếm đâm tới trước, lại luôn không cách nào chạm được thân thể Lăng Hàn, giống như nửa tấc ngắn ngủn kia đột nhiên biến thành vộ tận. A Viên nhướng mày, hắn tự nhiên cũng phát hiện, Lăng Hàn dùng quy tắc không gian tới đối kháng mình. Đạt tới tiên vương, Liều chính là quy tắc, nhất là song phương nắm giữ quy tắc giống nhau, người nào khống chế quy tắc càng sâu, người đó liền có được ưu thế. Hắn không bằng lăng hàn sao, không có khả năng, hắn là siêu cấp đế tinh, cảnh giới giống nhau, ai có thể áp chế hắn. Định, tay trái của hắn phất một cái, muốn mạnh mẽ cố định không gian, trói buộc lăng hàn. Lăng hàn có chút cười cười, ta dốc hết sức có thể phá vạn pháp, người cũng muốn định ta. Bành, hắn oanh một quyền, không gian lập tức như thủy tinh nhao nhao nghiền nát, quy tắc không gian lại há có thể trói buộc được hắn. Phải biết rằng, hiện tại thể thuật của hắn đã có thể đối chiến tiên vương tầng 7 phổ thông, quy tắc tầng 4 cũng muốn trói buộc hắn. Dù là siêu cấp đế tinh cũng không thể nào, lấy ra toàn bộ chiến lực đi, nếu không ở trong người chiêu, người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Hàn nói, mang theo vô cùng tự tin, A Viên trầm ngâm không nói, nhưng hắn lập tức chấn động trường kiếm, ngắt kiếm quyết, trong cơ thể của hắn tản mát ra khí tức đáng sợ, phảng phất như một viễn cổ cự thú sống lại, phát ra gào thét. Xoát, hắn vận chuyển ra một bộ kiếm pháp hoàn toàn bất đồng, một kiếm gọt qua, thiên địa cũng phải thất sắc. Lăng Hàn rút lui, hiện tại chiến lực của A Viên cực kỳ khủng bố, nếu như hắn không toàn lực, thật đúng là khó đối phó, thế nhưng hắn còn muốn nhìn uy lực của bộ kiếm pháp kia một chút, nên chỉ lui, để A Viên thi triển hết kiếm pháp. Nhanh bắt lấy hắn, thấy A Viên chiếm được thượng phong. Lục Ly lập tức khôi phục hung hăng càn quấy, ở một bên thúc giục. Đi, nhưng A Viên lại lạnh lùng nói, Người khác không biết, nhưng hắn lại rõ ràng, chiến lực của Lăng Hàn ở trên hắn, hiện tại hắn có thể ngăn chặn Lăng Hàn, cái kia cũng chỉ là hắn vận dụng một bộ bí pháp, tạm thời tăng chiến lực lên gấp 3, thế nhưng cái này không có khả năng duy trì thời gian quá dài. Mà hắn hiển nhiên không có khả năng ở trong thời gian ngắn hạ Lăng Hàn, bởi vậy, hắn có khả năng làm cũng chỉ là ngăn chặn Lăng Hàn mà thôi. Cái gì? Lục Ly kinh hãi, hắn đối với A Viên tràn đầy tin tưởng, đừng nói cảnh giới giống nhau. Dù dưới tình huống cảnh giới nằm ở hoàn cảnh xấu, A Viên vẫn có thể thắng được. Nhưng bây giờ A Viên rõ ràng lại bảo hắn đi, điều này nói rõ cái gì? A Viên không có lòng tin chiến thắng Lăng Hàn, cho nên mới để cho hắn đi. Hí, tuy Lục Ly cực kỳ khó chịu, nhưng đối với A Viên, hắn lại tin tưởng không nghi ngờ. Người này không phải loại thích nói nhiều, phái là hành động tuyệt đối, nếu hắn nói mình không địch lại Lăng Hàn, vậy thì tuyệt đối không phải khiêm tốn nói như vậy, mà là thực sự không địch lại hắn lập tức xoay người rời đi hơn nữa là chạy nếu như ngay cả a viên cũng không có cách nào ngăn cản lăng hàn vậy hắn cũng chỉ có thể đi tìm lão tử hoặc là một người khác đó là tồn tại so với lão tử của hắn còn cường đại hơn đường viễn nhìn ở trong mắt không khỏi lộ ra cười lạnh lục ly ngươi không phải rất uy phong sao còn không phải bị tiểu đệ của hắn dọa chạy lăng hàn hừ một tiếng thân hình tránh gấp truy kích về phía lục ly đứng lại cho ta a viên xuất kiếm quy tắc không gian vận chuyển tốc độ của hắn cũng nhanh chóng, đâm thẳng sau lưng Lăng Hàn. Lăng Hàn nhướng mày, A Viên rất cường, nhất là hiện tại vận chuyển bí pháp nào đó, để cho chiến lực của hắn trở nên càng cường đại hơn, một kiếm này ngay cả hắn cũng không dám gánh, nếu không không chết cũng bị trọng thương. Hắn buông tha cho truy kích lục ly, trở lại một quyền, oanh về phía trường kiếm của A Viên. Oanh, nắm đấm đánh lên mũi kiếm, chấn động ra sóng xung kích khủng bố, người phụ cận tránh không kịp, lập tức bị đánh ngã đầy đất. Bất quá, Lục Ly là cái thứ nhất chạy trốn, hắn không có bị xung kích va chạm, thân hình ra tốc, càng chạy càng nhanh. Dù thế nào, hắn cũng là một tiên vương, hơn nữa còn là tiên vương tầng 2, vừa ra tốc, vậy cơ bản ngay cả tiên vương tầng 5 cũng khó có khả năng đuổi được. Đối thủ của ngươi là ta, A Viên lạnh lùng nói, chương 2890, cường thế chấn giết một. Lăng Hàn lắc đầu, thế nhưng mà, ngươi không phải đối thủ của ta, ta có kiếm tâm vô địch, có thể chảm hết mọi thứ. A Viên nói, Ngữ khí bình tĩnh, chiến ý không bị ảnh hưởng chút nào. Lăng Hàn cười ha ha nói, nếu tình phần chiến ý này của ngươi, liền cùng ngươi hảo hảo chiến một trận. Hắn cũng toàn lực ứng phó, hai tay động đến đại đạo, thể thuật phát động, chiến lực trực tiếp báo tố tầng 7. A viên cường thịnh trở lại, cũng chịu tư chất giới hạn trong siêu cấp đế tinh, tuy dùng bí pháp tăng lên chiến lực, nhưng cái này có thể so sánh với thể thuật của Lăng Hàn sao. Hắn bị toàn diện áp chế, lập tức rơi vào hạ phong đám người đường viễn thấy, đều quá sợ hãi, vội vàng đào tẩu. Lục ly cũng chạy, hiển nhiên phát hiện tình huống không đúng, bọn hắn ở lại chỗ này muốn chết sao. Lăng Hàn cũng bị khơi dậy chiến ý, hai đấm liền oanh, chỉ có một ý nghĩ chiến đấu. Bành, chỉ là hơn 10 quyền sau, A Viên liền bị hắn oanh trúng cả người bay ra ngoài, một đường đụng nát ba tảng đá lớn mới ngừng lại, tuy bò cũng không đứng dậy được, thế nhưng tay phải vẫn chăm chú cầm lấy chuôi kiếm, không có buông ra. Thân hình Lăng Hàn bắn lên, đuổi về phía đường viễn, nếu cãi nhau trở mặt, vậy hắn liền đại khai sát giới. Tốc độ của hắn quá nhanh, hơn nữa cũng chỉ chậm một hồi, quy tắc không gian phát động, hắn nhanh chóng kéo gần khoảng cách. Đường viễn nhìn lại, không khỏi sợ tới mức mặt tái xanh, vội vàng phát lực chạy như điên. Lăng Hàn liên tục thuấn di ba cái, đã đuổi tới sau lưng đường viễn, một quyền oanh tới. Hừ, theo một tiếng hừ lạnh truyền đến, một cỗ kinh lực đáng sợ oanh về phía Lăng Hàn, dẫn động chư thiên quy tắc, hóa thành một bàn tay cực lớn, Hung hăng đánh về phía lăng hàn. Lăng hàn lập tức phát lên cảm giác tim đập nhanh mãnh liệt, thân hình vội vàng gập lại, tránh đi công kích. Dư kình xẹt qua để cho quần áo của hắn bay phất phới, thậm chí da thịt cũng có chút đau nhức. người ra tay, thực lực kinh người. Lăng hàn xoay người chỉ thấy trước mặt hắn đứng một nam tử trẻ tuổi, một thân trường bào màu xám phía trên theo một dòng sông, chăm chú nhìn lại có thể phát hiện những con sông này rõ ràng đang lao nhanh, có âm khí um tùm. quan trọng nhất là, trên người đối phương rõ ràng quấn quanh lấy bảy đạo dị sắc. Tiên vương tầng 7, âm hà đại nhân, đường viễn tìm được đường sống trong chỗ chết, không khỏi kinh hỉ vô hạt, nhìn về phía tiên vương tầng 7 này kêu lên. Âm hà đại nhân, người này chính là đệ tử của thanh quỷ tiên vương, âm hà tiên vương. Âm hà tiên vương khinh thường nhìn lăng hàn, thấy bổn tỏa, còn không thúc thủ chịu trói. Lăng hàn cười nhạt một tiếng, từ âm hà tiên vương ra tay đến xem, đối phương cũng không phải tiên vương tầng 7 phổ thông, mà là một đế giả, cái này ý nghĩa chiến lược của đối phương có thể đến gần tầng 8 vô hạn. Chẳng trách một kích vừa rồi đáng sợ như thế, ta muốn giết người, người cũng bảo vệ không được. Hắn nói, âm hà tiên vương bật cười, một tiên vương tầng 4 nho nhỏ rõ ràng dám ở trước mặt hắn làm càn như thế. Hắn lắc đầu, Lý Long, người tự tin đến tột cùng là từ đâu đến. Lăng Hàn không đáp, chỉ nhìn đường viễn, sát cơ như sôi. Dám hố mình, đương nhiên phải làm tốt chuẩn bị bị hắn đả kích. Đường viễn không ngừng lui về phía sau, ánh mắt của lăng hàn quá đáng sợ, để cho hắn từ đáy lòng bay lên hàn ý. Âm hà tiên vương hừ lạnh, lui cái gì, có bổn tọa ở đây, hắn động được ngươi một sợi lông sao. Đường viễn vô cùng xấu hổ, một phương diện hắn cực kỳ sợ hãi lăng hàn, thế nhưng một phương diện khác âm hà tiên vương chính là đệ tử của thanh quỷ tiên vương, hơn nữa thanh quỷ tiên vương cũng không có con nối dõi, âm hà tiên vương liền tương đương với nhi tử, nhận hết thanh quỷ tiên vương sủng ái. Hắn nói, há có thể không nghe, không để cho vị này mặt mũi, tuyệt không có khả năng có kết cục tốt. Hắn cả gan dừng lại, nhưng lại ngăn không được run rẩy, chỉ cảm thấy chân nhũn ra. Lăng Hàn nhếch miệng cười cười, nhìn âm hà tiên vương nói. Muốn đánh cuộc, ta nhất định có thể làm thịt người này hay không? Làm càn, âm hà tiên vương giống to, hắn là đế giả tầng 7, Lăng Hàn dám ở trước mặt hắn làm càn như thế, thực là không biết cái gọi là. Vậy thì chờ xem, Lăng Hàn nói chiến lực của hắn triển khai toàn bộ, cộng thêm tiên ma kiếm, địch nổi âm hà tiên vương hẳn là vẫn không khó, mà đường viễn không phải tầng 7, hắn muốn giết đồng dạng không khó. Bắt lại cho ta, âm hà tiên vương lần nữa ra tay, tay phải của hắn vươn ra, ao ao xôn xao, một đại hà màu đen hiển hiện, như hắc long, quấn quanh về phía lăng hàn. Lăng hàn không nói hai lời, trực tiếp tế ra tiên ma kiếm. Chiến lực của hắn cũng chỉ có thể địch tiên vương tầng 7 bình thường, nhưng gặp được một đế giả tầng 7 đỉnh phong, hắn tuyệt đối không có cách nào chống lại. Cho nên, không cần tiên ma kiếm chính là cùng mình gây khó dễ. Tiên khí, âm hà tiên vương không khỏi nhướng mày, hắn cũng không biết Lăng Hàn còn có một kiện tiên khí. Tuy Lăng Hàn từng ở trong tử vong đấu chẳng dùng qua tiên ma kiếm, nhưng lúc ấy dùng một lát tức thu, không có quá lớn hấp thu ánh sáng. Mà lần này âm hà tiên vương lại nhận được tín hiệu cầu cứu của Lục Ly, vội vã chạy tới, căn bản không có thời gian lý giải tình huống của Lăng Hàn. Bởi vậy, Tiên ma kiếm xuất hiện để cho hắn cũng lắp bắp kinh hãi. Có tiên khí hay không, đối với tiên vương mà nói đây là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Đối mặt tiên khí sắc bén, ngay cả âm hà tiên vương cũng không thể không cẩn thận từng ly từng tí, phải tránh ra tiên ma kiếm, nếu không bị gọt chỗ nào chỗ đó bị thương, đâm trùng yếu hại càng chỉ có một con đường chết. Lăng Hàn nhếch miệng cười cười nói, "Còn không mau trốn?" Lời này là nói với Đường Viễn, Đường Viễn sững sờ, xem điệu bộ này Âm Hà Tiên Vương hoàn toàn không thể trấn áp Lăng Hàn A, hắn ở lại chỗ này, không phải tự tìm đường chết sao. Thế nhưng âm Hà Tiên Vương nói hắn không được đi, nếu hắn không để cho đối phương mặt mũi. Khó A, à, sắc mặt của âm Hà Tiên Vương thì trở nên hết sức khó coi, lúc trước hắn lời thề son sắt, tràn đầy tự tin, cho rằng lật tay tầm đó có thể bắt Lăng Hàn, nhưng tuyệt đối không ngờ chiến lực của đối phương cư nhiên đáng sợ như thế. Coi như biến thái tiến hóa lũy thừa 12, tu vi tầng 4 cũng nhiều nhất địch nổi tầng 6 cái này là quái vật như thế nào? Chương 2891, cường thế trấn giết 2. Hết cách rồi, ai có thể nghĩ đến, Lăng Hàn rõ ràng có thể rút ra năng lượng hư tử rèn luyện thân thể, khiến cho thể thuật chi uy vượt xa cảnh giới, cộng thêm tiên ma kiếm, ngay cả đế giả tầng 7 cũng có thể đối kháng. Hắn không thể không thừa nhận, tuy Lăng Hàn không thắng được hắn, thế nhưng hắn cũng không có khả năng áp chế được Lăng Hàn. Cút, hắn xấu hổ quá, Đường Viễn lập tức như được tin lành vội vàng chuyển thân, nhanh chân bỏ chạy. Hắn đã sớm mất mặt rồi, tự nhiên không quan tâm ở trước mặt mọi người bỏ trốn mất dạng. Lăng Hàn giơ tay lên, lập tức có một vật bay ra. "Đi, giết hắn đi." Đúng là tiểu khủng, cảnh giới của tiểu gia hỏa là cao nhất trong đám người Lăng Hàn, hôm nay đã là Tiên Vương tầng 6, hơn nữa nó là một vị diện đối mặt sinh tử tồn vong chế tạo ra, chiến lực tự nhiên cũng vượt qua cảnh giới, nếu không nó như thế nào xứng danh chiến thú. "Oanh, nó liền xông ra ngoài." hai ba bước liền đuổi theo đường viễn, sau đó há miệng, cắn tới đường viễn. Miệng hơi mở, lập tức phóng đại mấy trăm lần, tựa như một ngọn núi nhỏ mở ra miệng rộng, nuốt đường viễn vào. Miệng của tiểu khủng lập tức thu nhỏ lại, nó còn nhép miệng, tựa hồ dư vị. Âm hà tiên vương trợn mắt há hốc mồm, hắn như thế nào cũng không ngờ, trên người lang hàn rõ ràng còn cất giấu một đại thú tiên vương cấp. Đã thành tiên vương rồi, tự nhiên là đại thú. Tiểu khủng, đến, chúng ta lại tới thu thập người này. Lang Hàn cười nói, tiểu khủng hấp tấp chạy trở lại, con mắt nhìn chằm chằm vào âm hà tiên vương, đằng đằng sát khí. Lang Hàn giang tay ra nói, ta nói, ta muốn giết người, nhất định sẽ giết, âm hà tiên vương đè xuống nóng tính, sau đó hít vào một hơi thật sâu nói. Vậy ngươi có phải cũng muốn giết bổn tọa hay không? Sẽ, chỉ có đều không phải hiện tại. Lang Hàn cười nói, âm hà tiên vương nhíu mày, thằng này thật đúng là to gan lớn mật, ngay cả mình cũng muốn giết. A, à, vậy ngươi nghĩ lúc nào động thủ, để ta có cái chuẩn bị. Tầng 5, tầng 6A, ngươi sẽ không chờ quá lâu. Lăng Hàn nói, âm Hà Tiên Vương cười to, ngươi còn nghĩ dảo bước tiến lên tầng 5 tầng 6. Thật sự là thiên đại chê cười, hôm nay ngươi sẽ chết ở chỗ này. Lăng Hàn mỉm cười, yên tâm, ta sẽ ở trước khi Tiên Vương tầng 9 nhận được tin tức rời đi, cũng không nhọc ngươi phí tâm. Hơn nữa, ta còn có thể thường xuyên trở lại, làm thịt từng người ta xem không vừa mắt. Âm Hà Tiên Vương không khỏi nổi giận, Lăng Hàn ý tứ này là, mình căn bản lưu không được hắn. Mà hắn còn muốn thỉnh thoảng về quỷ vương đô, tiêu diệt người như Lục Ly, thậm chí kể cả mình. Người đi được không, hắn lạnh lùng nói, nếu để cho một tiên vương tầng 4 tùy ý giết người, còn có khả năng thong dong chạy ra quỷ vương đô, vậy về sau hắn còn muốn làm người sao? Như đám người triệu xong trốn ra ngoài, nhất định sẽ đi tìm đại nhân nhà mình bẩm báo tình huống, bởi vậy tiên vương tầng 9 khẳng định sẽ đến, đến lúc đó lang Hàn liền thật sự chết không có chỗ chôn Lang Hàn cùng tiểu khủng liên thủ công kích âm Hà Tiên Vương, chiến lực của bọn hắn đều đạt tới tầng 7, liên thủ tự nhiên chiếm được thượng phong, nhưng ưu thế không rõ ràng, dù sao chiến lực của âm Hà Tiên Vương là sắp đạt tới tầng 8. Chiến một hồi, Lăng Hàn quyết đoán dừng lại nói, tiểu khủng, chúng ta đi, tiểu khủng gầm nhẹ một tiếng, tỏ vẻ lĩnh mệnh, một người một thú lập tức bỏ rơi âm Hà Tiên Vương, chạy về phía ngoài thành. Âm Hà Tiên Vương hừ một tiếng, vội vàng truy kích, hắn làm sao có thể để cho Lăng Hàn rời đi. Tốc độ của hắn xác thực nhanh hơn Lăng Hàn cùng tiểu khủng một bậc, nhưng hắn không dám đuổi quá thân cận, tiên ma kiếm chém tới, hắn nhất định phải trốn tránh, chỉ có thể cách không đánh, chế tạo phiền toái cho Lăng Hàn. Cái này đối với Lăng Hàn cùng tiểu khủng tiến lên đã tạo thành một chút phức tạp, thế nhưng không nghiêm trọng lắm, chỉ một nén hương thời gian, cửa thành đã ở trước mắt. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng hừ lạnh vang lên, một bàn tay từ trong nội thành đưa ra ngoài, bắn về phía Lăng Hàn, đại đạo sáng lóng lánh, tản ra khí tức trí cao vô thượng. Tiên vương tầng 9 xuất thủ, một tiên vương tầng 9 ra tay, nắm về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn rất mạnh, rất hiêu nghiệt, nhưng tuyệt đối không có khả năng ở thời điểm tầng 4 địch nổi tầng 9, tiên vương 9 tầng, một bước một thiên địa, hắn đã có thể vượt qua ba tầng kịch chiến, không có khả năng không có cực hạn. Cũng may hắn sớm có chuẩn bị, trong nháy mắt bàn tay này xuất hiện, hắn đã nắm lấy tiểu khủng, trực tiếp ném vào không gian tiên khí, sau đó dưới chân khởi động phát động không gian thuấn di thân hình lóe lên đã xuất hiện ở chỗ cực xa banh một trường này vỗ không nhưng lại là một mảng lớn ốc xá phía dưới thành bình địa rất nhiều người căn bản không biết xảy ra chuyện gì đã bị tiên vương chi lực oanh giết thành cặn bã cũng có chút tiên vương may mắn không chết chỉ bị trọng thương nằm ở giữa phế tích hừ hừ mặt mũi tràn đầy khó hiểu bọn hắn trêu chọc vị cường giả nào rõ ràng bị trừng phạt như thế nơi này là tiên vương mộ địa cường giả có thể muốn làm gì thì làm. Hừ, tiếng hừ lạnh lại lên, tên tiên vương tầng 9 lúc trước kia ra tay lần nữa, bàn tay duỗi ra, bao trùm cả quỷ vương đô. Hiện tại còn muốn chạy trốn ra khỏi thành, chuyện không thể nào rồi, tiên vương tầng 9 đã xuất thủ, hơn nữa tập trung thần thức ở trên người hắn. Tốc độ của lang Hàn rất nhanh, nhưng tuyệt đối không có khả năng nhanh hơn được tiên vương tầng 9. Cho nên, Lang Hàn lập tức gập thân hình lại, rơi về phía mặt đất. Trong nháy mắt rơi xuống đất, hắn triển khai khi thiên thuật, lập tức cải biến hình dáng tướng mạo, cải biến khí tức, hoàn toàn chính là thay đổi một người. Hắn sáp nhập vào đám người, bất quá đều là đám người phát run, ở dưới lực lượng to lớn của tiên vương tầng 9 hoảng sợ lo lắng. Đây là nội thành, địa hình phức tạp, tùy tiện tiến vào một gian phòng ốc là có thể ẩn nấp thân hình. Một trường này của tiên vương tầng 9 cũng không có chụp xuống, lần này hắn bao trùm toàn bộ quỷ vương đô, nếu đập rắn rắn chắc chắc, ít nhất sẽ chết chín thành trở lên, cho dù là hắn cũng không có cách nào thừa nhận hậu quả này. Tài phú, kỳ thật phần lớn là thông qua người bình thường sáng tạo ra, mà ở chỗ này, tiên vương cấp thấp còn liên lụy tới một đại bí mật khác, không thể để hắn tàn sát như thế. chương 2892, tiên vương tầng 9 đuổi giết. Hiu, một nhân ảnh đạp không tới, trên người quấn quanh lấy chín đạo dị sắc. Hắn chính là lục cao toàn, lão tử của lục ly, sau khi lục ly trốn về chỗ của hắn, liền trước tiên lấy thần thức bao trùm toàn thành, rất nhanh liền phát hiện Lăng Hàn, vì vậy trực tiếp ra tay muốn bắt Lăng Hàn. Bất quá, cách xa như vậy, hắn cuối cùng không cách nào phát huy toàn bộ uy lực, mới có thể bị Lăng Hàn tránh được một kiếp, bằng không mà nói, Tiên Vương tầng 9 ra tay, làm sao một tiểu gia hỏa tầng 4 có thể thoát được. Lục Cao Toàn đứng chắp tay, đang siêu tầm mỗi một tấc thổ địa, muốn bắt được Lăng Hàn. Bái kiến Lục đại nhân, Âm Hà Tiên Vương bay vút tới, ôm quyền với Lục Cao Toàn, hắn là đệ tử của Thanh Quỷ Tiên Vương, bản thân là đế giả tầng 7 cũng không cần quá kinh sợ ở trước mặt đối phương. Lục cao toàn gật gật đầu, kẻ này có địa vị gì, có thể tránh thoát được một kích của bổn tọa. Âm Hà Tiên Vương nói, người nọ gọi Lý Long, chính là nghịch đồ của thiên hạ đệ nhất phố Việt, lúc trước ở trong đấu tràng chiến đấu qua, hiển lộ ra chiến lực vô cùng chắc tuyệt. Đây là tin tức hắn biết, lục cao toàn kinh ngạc, người cũng đã xuất thủ, rõ ràng còn bắt không được hắn. Đây cũng không phải tổn hại âm hà tiên vương, mà là hắn thực sự khiếp sợ. Đế giả tầng 7 rõ ràng bắt không được Tiên vương tầng 4, cái này nói ra ai có thể tin tưởng. Âm Hà Tiên vương chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, hung nhân kia có một kiện tiên khí, ta không dám đón đỡ. Ngoại trừ Tiên vương tầng 9, ai có thể đón đỡ tiên khí? Lục Cao toàn vẫn không thể tiêu tan, tầng 7 và tầng 4 có ưu thế suốt ba cảnh giới, không thua gì nam tử trưởng thành khi dễ tiểu nhi 6 7 tuổi, dù đối thủ cầm lợi khí, nhưng chỉ cần thoáng chú ý một chút, vẫn có thể đơn giản chiến thắng. Thế nhưng âm hà tiên vương lại không thể làm gì lăng hàn, chỉ có thể nói rõ một điểm, chiến lực của đối phương mạnh đến nổi vượt quá tưởng tượng. Theo hắn vừa rồi một kích thất bại có thể chứng minh, tiên vương tầng 9 ra tay A. Hiu hiu hiu, lại có vài thân hình bay vút tới, trên người đều quấn quanh lấy chín đạo dị sắc, những người này tự nhiên đều là đại nhân vật đỉnh cấp của quỷ vương đô, vừa rồi một kích của lục cao toàn bao trùm toàn thành, tự nhiên đưa tới bọn chúng chú ý. Đường đại nhân, chỉ sợ phải nói cho người một tin tức bất hạnh âm hà tiên vương nhìn một cường giả trong đó nói lệnh lang bị giết mà hung thủ chính là thủ hạ huyết chiến vương của lệnh lang hôm nay giấu ở phía dưới toàn thân đường minh bá lập tức phun trào ra hỏa diễm lập tức nổi giận vung tay lên muốn oanh xuống phía dưới nếu hung thủ ở phía dưới vậy thì toàn bộ tiêu diệt cái gì người vô tội cùng hắn có quan hệ gì tiên vương muốn uẩn dục hậu đại thật sự quá khó khăn hắn sống mấy kỷ nguyên vẫn là sau khi bị lưu vong đến tiên vương mộ địa mới có được con nối dõi của mình bị hắn sủng ái không thôi. Hắn vừa ra tay, tiên vương tầng 9 khác vội vàng ngăn cản. Đường huynh, không nên vọng động, lệnh lang chi thủ đương nhiên phải báo, nhưng tổn thất phải khống chế đến thấp nhất, nếu không chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn. Bất quá tiên vương tầng 4, liền tính toán đảo ba thước đất cũng có thể tìm ra. Hơn nữa đường huynh không thấy một kích oanh giết hung thủ như vậy, sẽ quá tiện nghi đối phương sao. Mọi người khuyên bảo, đường minh bá cuối cùng thu tay về, sau đó thân hình nhún xuống, rơi xuống trong khu vực phía dưới. Tất cả mọi người đi ra cho bổn tọa, hạn trong ba tức, nếu không bổn tọa sẽ giết chết toàn bộ người ẩn núp. Hắn âm trầm nói, tiếng nói truyền đáng, không chỗ không tới. Một, hai, ba, ngắn ngủn ba tức, chỉ thấy từng bóng người từ các địa phương chạy tới, toàn bộ nghiêm nghị đứng ở trước mặt đường minh bá, nhưng lẫn nhau tầm đó lại cách nhau khá xa. Đây là tiên vương mộ địa, mỗi người đều chỉ tin tưởng mình, ai dám đứng gần một người khác, không sợ bị đột hạ sát thủ sao ở chỗ này treo, cái kia thực sự là chết vô ích, một chút cũng không có giá trị. Ánh mắt của Đường Minh Bá đảo qua, chỉ thấy trên mặt mỗi người đều tràn đầy kính sợ, còn có một tia mờ mịt, cũng có sợ hãi thuần túy. Hắn nhướng mày nói, các ngươi giúp nhau tố giác, chỉ ra mình người quen biết. Hắn tin tưởng, nếu như Lăng Hàn giấu ở trong những người này, vậy hắn khẳng định không bị người biết, như vậy chỉ cần mọi người giúp nhau nhận ra người có liên quan, cái còn lại kia nhất định chính là người hắn muốn tìm nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp người ở đây cảnh giác. Đây chính là tiên vương mộ địa, ai sẽ không có việc gì kết giao bạn bè. Cường giả như hắn đương nhiên bất đồng, có người đầu nhập vào, có thể tổ kiến thế lực của mình, thế nhưng những người khác thì sao, bọn hắn chỉ có thể bảo hộ bản thân, cái kia chính là coi mỗi người trở thành địch nhân, không cùng bất luận kẻ nào sinh ra một chút cùng xuất hiện. Bởi vậy, chỉ có mấy chục người chứng minh thân phận, thế nhưng tuyệt đại bộ phận đều là giữ vững im miệng không nói. Ngoá, Đường Minh Bá thiếu chút nữa chửi thề, đây là một diệu kế hắn nghĩ ra được, không nghĩ tới lại được chứng minh là cách làm ngu xuẩn. Hắn vừa muốn nói chuyện, nhưng thần sắc lại khẽ giật mình, sau đó cười lạnh. Bổn tọa nói, tất cả mọi người phải lăn ra đây, ha ha, ngươi cho rằng trốn đi bổn tọa liền không phát hiện ngươi sao? Hắn bỗng nhiên ra tay, nắm tới một tòa phòng xá. Đường Minh Bá tự nhiên không tin Lăng Hàn sẽ ngoan ngoãn chạy đến, bởi vậy, hắn một mực dùng thần thức giả soát khu vực này, nhìn xem có người trốn ở trong phòng không đi ra hay không, hay là giấu ở trong không gian thần khí. Vừa rồi, hắn liền phát hiện một tia chấn động yếu ớt. Đây là một không gian thần khí, mà hắn là tiên vương tầng 9, đã cùng đại đạo bình khởi bình tỏa, thần thức nhạy cảm bực nào. Hắn lập tức phát hiện, cái không gian thần khí này cất giấu sinh linh. Bởi vậy, hắn quyết đoán cho rằng lăng hàn núp ở bên trong. Hắn ngang nhiên ra tay, không hề cố kỵ, bành, ngay thời điểm bàn tay của hắn muốn bắt đến ốc xá, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cái ốc xá này phá hủy, một bàn tay màu đen oanh ra, chống đỡ bàn tay của đường minh bá. Người này cực kỳ cường đại, dưới một kích cự thủ của đường minh bá bị phá thành mảnh nhỏ. Ân, ô, đám người lục cao toàn lúc trước còn không đếm xỉa tới toàn bộ lộ ra vẻ kinh ngạc, thậm chí có chút hít động dung. chương 2893, coi tiền như rác. Có thể hóa giải một kích của đường minh bá, đã chứng minh thực lực của đối phương tuyệt đối không kém gì hắn đây nhất định không phải là Lăng Hàn rồi. Các hạ là ai, vì sao phải giấu đầu lộ đuôi? Lục cao toàn quát, ha ha, các ngươi không phải hùng hổ dọa người sao? Một thanh âm già nua vang lên, chỉ thấy một lão nhân thân hình còng xuống đạp trên không khí xuất hiện, chậm rãi đi lên giữa không trung. Người này thực sự rất già, lưng còng tựa như con tôm luộc, trong tay nắm một cây quả trụ, đầu đầy tóc trắng, trên người cũng không có dị sắc quấn quanh, hiển nhiên hắn cố ý áp chế khí tức. Thế nhưng chứng kiến lão nhân này, đám người lục cao toàn lại toàn bộ hít một hơi khí lạnh, lộ ra vẻ khiếp sợ. Triển phi vũ, bọn hắn chăm miệng một lời nói. Triển phi vũ, đây là tiên vương uy tín lâu năm, sớm thì đến được tầng 9, mà hắn cũng không phải người của quỷ vương đô, mà là thủ hạ đắc lực nhất của các khai thành thành chủ, tương đương với địa vị của Dương Khuyết ở quỷ vương đô. Càng mấu chốt nhất là, các khai thành cùng quỷ vương đô từ trước đến nay là đối địch, song phương đều muốn tiêu diệt, chiếm đoạt, cướp đoạt người của đối phương. Ở tiên vương mộ địa, tuy nhân mạng không đáng tiền, nhưng đồng dạng là tài nguyên chân quý nhất. Một nhân vật nòng cốt của thế lực đối địch, lặng yên ẩn núp ở quỷ vương đô, lén lút muốn làm gì? Tại sao Lăng Hàn lại trốn đến nơi đây? a à, đã minh bạch, Lăng Hàn nhất định là người của các khai thành, phụng mệnh đến nơi này, về phần muốn làm gì còn không rõ ràng lắm, dù sao tiểu tử này xông đại họa, mới có thể chạy đến nơi đây xin triển phi vũ giúp đỡ. Hắc hắc, thật là một đồ đần, nhẹ nhàng như vậy liền để triển phi vũ lộ ra ngoài, nếu không thật không biết phải tới khi nào mới có khả năng phát hiện sự hiện hữu của hắn, có lẽ âm mưu đã thực hiện được, tạo thành phá hư cực lớn. Phải biết rằng, nhị đương gia của cát khai thành tựu mình xuất động, cái mưu đồ này sẽ nhỏ sao? Nói như vậy, thật đúng là phải cảm tạ lăng hàn rồi, cái đồ đần thành sự không có bại sự có thừa này. Bọn hắn tin tưởng, hiện tại lăng hàn khẳng định giấu ở không gian thần khí trên người triển phi vũ, bởi vậy, chỉ cần bắt triển phi vũ, liền có thể một mẻ hốt gọn. Mà trong đám người, Lăng Hàn cũng trợn mắt há hốc mồm. Hắn chỉ tùy tiện trốn, rõ ràng còn kéo ra một tiên vương tầng 9, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn cực kỳ như bức. Quả nhiên, hắn thật không hổ là tai tinh, tùy tiện tìm được một tài chủ, vô cùng cường lực. Hắn lặng yên lui ra phía sau, dù muốn xem cuộc vui cũng phải ẩn núp rất xa, nếu không tiên vương tầng 9 đại chiến, thanh thế thật đáng sợ, dự uy cũng vô cùng khủng bố. Triển phi vô tuyệt đối là người buồn bực nhất, kỳ thật hắn ẩn thân đã có mấy năm, lúc trước một mực hảo hảo, thế nhưng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, rõ ràng để cho hắn lộ ra ngoài. Hơn nữa nhìn biểu lộ của đám người lục cao toàn, tựa hồ không biết mình ở đây, chỉ là trong lúc vô tình đụng phải. Cái này quả thật là nằm cũng trúng đạn, quá oan rồi. Đến tột cùng là vương bát đản nào dẫn họa tới, làm hại kế hoạch hắn mưu đồ hồi lâu có khả năng ngâm nước nóng, để cho hắn tức điên. Nếu như cho hắn biết là ai, hắn nhất định phải làm thịt người này. Không, chỉ giết một lần sao được, đả thương nặng lại chưa tốt, sau đó lại đánh, tra tấn vài tỷ năm A. À. Triển phi vũ đè xuống phiền muộn cùng khó chịu trong lòng nói. Nếu bị phát hiện rồi, bổn tọa liền cáo từ trước. Bổn tọa cũng kính báo các vị một câu, đi theo thanh quỷ sẽ không có quả ngon gì để ăn, vẫn là đầu nhập vào cát khai thành ta, cùng sáng tạo nghiệp lớn. Hắn quyết định đi, nhưng vẫn không quên làm thấp thanh quỷ tiên vương, dù không được cũng phải đảo loạn nhân tâm. Triển phi vũ, ngươi chạy được sao? Đường Minh Bá nói, cử nhân giết con ngay ở trên người đối phương, hơn nữa hiện tại hắn nghĩ càng nhiều, cái này có phải là âm mưu của cát khai thành hay không, muốn cố ý để cho hắn đoạn tử tuyệt tôn thù này bất cộng đái thiên trong nội tâm triển phi vô thực sự rất muốn mắng mẹ, ánh mắt của đường minh bá quá độc ác, giống như cùng hắn có mối thủ giết cha giết con vậy, con mẹ nó người tỏ vẻ trung tâm với thanh quỷ cũng không cần diễn thật tình như thế a, à. hắn hừ một tiếng, thanh quỷ không ra, ai có thể ngăn cản bổn tọa nhưng là đế giả So với Tiên Vương tầng 9 phổ thông muốn cường ra một mảng lớn, ví dụ như Lục Cao Toàn, Đường Minh Bá, kỳ thật cũng chỉ là hoàng giả, nếu không phải nơi này là Tiên Vương mộ địa, bọn hắn có khả năng cả đời cũng chỉ có thể ngừng chân ở tầng 1. Đương nhiên, phóng tới tiên vực, hoàng giả muốn thành tiên vương khả năng vô hạn là không, nhưng nơi này là vị diện siêu cao đẳng, liền sáng tạo ra khả năng vô hạn. Ta thì sao? Một thanh âm ung dung vang lên, lại một tiên vương tầng 9 xuất hiện, vô cùng đột ngột. Dương Khuyết, đôi mắt của triển phi vũ siết chặt, nhìn về phía tiên vương tầng 9 mới xuất hiện. Dương Khuyết, nhị đương gia của quỷ vương đô, hắn nhìn về phía trên bất quá 20 tuổi, rất anh tuấn, rất tiêu sái, trên mờ u bàn tay có tất cả một nửa vòng tròn, hợp lại, vừa vặn là một thái cực đồ. Triển phi vũ cực kỳ thận trọng, thực lực của Dương Khuyết không kém hắn chút nào, đánh nhau mà nói, bọn hắn khó phân cao thấp, mà nơi này còn có rất nhiều tiên vương tầng 9, tuy cả đám đều không phải đối thủ của hắn, thế nhưng chiến lược lại há có thể không để ý đến. Bị vây công, phiền toái cực lớn, đáng sợ nhất đương nhiên chính là thanh quỷ tiên vương, nếu hắn bị khốn trụ, thanh quỷ tiên vương lại ra tay, hắn liền thực sự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Triển huynh, nếu đến quỷ vương đô ta, cũng không nói với bổn tọa một tiếng, để cho bổn tọa thể hiện tình hữu nghị A. Vẫn là lưu lại ngồi một chút, mỗi ngày uống trà, luận đạo cũng không tệ. Dương Khuyết nói, ngữ khí bình tĩnh, Triển phi vũ cười ha ha, bổn tọa rất bận, vẫn là chờ lần sau Dương Huynh tới cát khai thành A. Hắn không chút do dự, lập tức xoay người rời đi, không để cho chư đại tiên vương có cơ hội vây hắn. Dương khuyết dẫn đầu mà động, một cước phóng ra, thân hình nhanh như điện. Đạt tới tầng 9, liền tính toán một ức tiên vương cũng không có một bước vào thiên tôn vị. Bởi vậy, tất cả mọi người có đầy đủ thời gian đi tu càng nhiều quy tắc nữa. mươi 2894, Hồi Mã Thương như quy tắc thời gian, không gian tự nhiên là tiên vương tầng 9 có khả năng đi tu luyện nhất, bởi vậy, tốc độ của tiên vương tầng 9 kỳ thật đều không sai biệt lắm, chỉ cần tư chất tương tự, ở trên quy tắc không gian, thời gian nắm giữ không có quá nhiều tranh lệch. Trừ khi là tiên vương tầng 9 mới lên cấp, còn không có tốn hao công phu ở quy tắc thời gian, không gian. Tiên vương muốn đuổi theo tiên vương, khó, nhất là tầng 9, không có ưu thế cảnh giới, không có ưu thế quy tắc, làm sao đuổi được. Triển phi vỗ chạy, dương khuyết truy, đằng sau còn có một đám tiên vương tầng 9 của quỷ vương đô, tốc độ cũng không chậm. Bất quá, triển phi vũ nắm giữ quyền chủ động, hắn dẫn đầu chạy ra, chỉ cần không bị ngăn cản, cơ bản không cần lo lắng sẽ bị đuổi kịp. Ở đây là biên giới của thành thị, lấy tốc độ của tiên vương tầng 9, vậy thì thật là hai ba bước có thể vượt qua. Triển phi vũ lộ ra vẻ nhẹ nhàng, nhưng đồng thời cũng tức giận, rõ ràng xám xịt chạy như vậy, thực không cam lòng. Ha ha, tiến vào quỷ vương đô của ta, không ở lại một chút liền muốn rời đi sao trong một tiếng cười lạnh chỉ thấy một cự thủ từ giữa thành duỗi lên vô cùng nhanh đập qua đây là một khô lâu cự thủ toàn thân phát xanh cực kỳ hãi người thân sắc của triển phi vũ run sợ bởi vì đây là thanh quỷ tiên vương xuất thủ hắn căn bản không dám tiếc nếu không một khi bị ngăn cản trì hoãn để cho đám người dương khuyết bao vây vậy hắn khẳng định đi không thoát khô lâu cự thủ cực kỳ nhanh chóng hẳn là thanh quỷ tiên vương đã sớm xúc thế bành đánh vào sau lưng triển phi vũ, oanh đến hắn cuồng phun máu tươi. Thế nhưng triển phi vũ căn bản ngừng cũng không ngừng, hai chân phát lực, xuyên thấu không gian trùng trùng điệp điệp, một chớp mắt tức là nghìn dặm. Hắn trốn ra thành, một vị tiên vương tầng chín quyết ý đào thoát, thực sự khó có thể ngăn cản. Đường minh bá gào thét, truy theo không ngừng, lão thất phu, đứng lại cho bổn tọa cừu nhân giết con vẫn còn ở trên người đối phương, hắn há có thể buông tha. Tuy triển phi vũ đã chạy cực xa, Thế nhưng Đường Minh Bá giống còn mang theo thần thức chấn động, bởi vậy để cho hắn nghe rõ ràng, hắn vô cùng phiền muộn, mình cái gì cũng còn chưa làm, đã bị hô đánh giống như chuột chạy qua đường, hơn nữa loại mặt hàng như Đường Minh Bá cũng dám kêu gào với mình, con mẹ nó. Rốt cuộc là Vương Bát Đản nào làm hại hắn? Không được, hắn không thể xám xịt chạy đi như vậy, nhất định phải làm rõ ràng, làm minh bạch, nếu không hắn sẽ trở thành trò cười, ngay cả thất bại ở nơi nào cũng không biết, liền hư mất mưu đồ vô số năm. Triển phi vũ vừa đi, đám người dương khuyết tự nhiên cũng nhao nhao tán đi, ở lại chỗ này có ý nghĩa gì? Chỉ bởi vì như vậy, bọn hắn cũng cảnh giác đến quỷ vương đô phòng thủ kém cỡ nào, bị nhị đương gia của thế lực đối địch lẻn vào cũng không phản ứng, tự nhiên tăng cường phòng thủ, nếu không cắt khai thành quy mô xâm lấn, bọn hắn cũng phải đợi người tiến vào thành mới biết. Sắc mặt lang hàn cổ quái, hắn cũng thật không ngờ chuyện này lại có thể lấy phương thức như vậy xong việc. Ân, nói như vậy, đám người lục cao toàn hẳn cho rằng hắn đã chạy ra quỷ vương đô lúc này hắn tới giết một hồi mã thương hắc hắc lang hàn bước chậm mà đi tùy tiện tìm địa phương tạm thời nghỉ chân một chút hắn quyết định đợi buổi tối liền đi biệt viện của lục ly cái hồi mã thương này tuyệt không ai nghĩ đến hắn đợi nửa ngày lặng yên đi tới biệt viện của lục ly một thân khí tức hoàn toàn giấu kín hắn là tới đi săn không muốn bị người săn lại lấy khi thiên thuật hắn cải tiến qua hiện tại ngay cả nhất bộ thiên tôn cũng không có khả năng nhìn thấu bởi vậy, dù ở đây có tiên vương tầng 9, Lăng Hàn cũng không cần lo lắng sẽ bị bắt được. Hắn vẫn cẩn thận từng ly từng tí, tìm kiếm ở trong biệt viện. Bởi vì lo lắng nơi đây khả năng có tiên vương tầng 9, hắn tự nhiên không dám thả ra thần thức, nếu không bị người bắt, hắn sẽ không chỗ ẩn trốn. Lục lọi một trận, hắn đi tới một gian ốc xã, mơ hồ nghe được bên trong có tiếng nói chuyện, mà hắn lập tức liền nhận ra được, một người trong đó chính là Lục Ly. Đã tìm được, hắn càng thêm coi chừng, lén lút đi tới, xuyên thấu qua khe hở nhìn xem. Khi thiên thuật che giấu, dù là tiên vương tầng 4 đi qua bên cạnh hắn cũng có thể làm như không thấy. Cái này ngay cả thiên cũng chỉ có thể che, huống chi là người. Trong phòng chỉ có hai người, một là lục ly, cái khác là người trẻ tuổi, nhưng chỉ là nhìn về phía trên tuổi trẻ, tuy trên người hắn không có dị sắc hiển hóa, thế nhưng lăng hẳn có một loại cảm giác, thực lực của đối phương tuyệt đối ở trên hắn. Hơn nữa, người này cùng lục ly còn có vài phần tương tự, nhưng không phải lục cao toàn, người này lăng hàn chưa bái kiến. Không có sao chứ, người trẻ tuổi này nhìn lục ly hỏi, lục ly lộ ra cực kỳ cung kính, đa tả thúc thúc quan tâm, tiểu chất không việc gì. Thúc thúc, đây là đệ đệ của lục cao toàn, ồ, giống như không có nghe nói qua có nhân vật số má như vậy a à. Lục ly đột nhiên bộc phát, để cho đường viễn bị ép cúi đầu, thậm chí mặc váy hoa tiến đến cầu hòa, chẳng lẽ là vì thúc thúc đột nhiên xuất hiện này. Bằng không mà nói, hết thảy đều quá không có đạo lý. Nhưng dù người này là tiên vương tầng 9, lại dựa vào cái gì để cho đường minh bá cúi đầu. Còn mạnh hơn thanh quỷ tiên vương, Lăng Hàn càng cẩn thận, khi thiên thuật vận chuyển đến viên mãn như ý, nếu như ở khoảng cách gần như vậy bị tiên vương tầng 9 phát hiện, hắn khẳng định không có cách nào đào thoát. Đệ đệ của lục cao toàn gọi lục cao tiêm, trong ánh mắt của hắn đầy sủng nịch. Ta biết người suýt nữa bị một kẻ xấu tổn thương, cực kỳ bất an, nếu không phải lúc ấy ta đang cùng thanh quỷ thương nghị đại sự, tuyệt sẽ không để cho tên kia đào tẩu. Lục Ly hết sức cảm động, chỉ cảm thấy thúc thúc gần đây mới đoàn tụ so với lão tử của hắn còn muốn sủng ái mình. Hắn vội vàng nói, nếu thúc thúc xuất hiện, Lý Long kia khẳng định chết không có chỗ chôn. Có cơ hội hắn liền vuốt mông ngựa, địa vị của hắn có thể thoáng cái tăng vọt, thậm chí để cho Dương Tiếu Linh lên giường, toàn bộ là vì lục cao tiêm. Thúc thúc cùng thanh quỷ đại nhân thương nghị đại sự quan trọng hơn, tiểu chất không có nguy hiểm gì. Lục Ly nói, hắn biết làm sao nịnh nọt đối phương chương 2895, Thiên Tôn Công Pháp 1. Lục Cao Tiêm lắc đầu, ở thế giới này, không có người nào trọng yếu hơn ngươi, đợi bổn tọa bắt được hung nhân kia, ta nhất định phải bầm thây hắn vạn đoạn. Nói đến câu nói sau cùng, cặp mắt của hắn bắn ra sát cơ đáng sợ, hàn ý dày đặc. Lục Ly chỉ là cảm động, thúc thúc này đối với hắn thật quá tốt. Nhưng Lăng Hàn làm người ngoài cuộc, lại nghĩ đến thêm nữa, cái thúc thúc này đối với cháu trai bảo vệ tựa hồ quá cao a. À. A à hát, hát không phải là con ruột chứ. Lăng Hàn ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, ánh mắt của Lục Cao Tiêm nhìn về phía Lục Ly, đó chỉ có lão tử nhìn nhi tử mới có thể có. Dựa vào, quá rối loạn, Lục Cao Tiêm nhẹ nhàng gõ lan can nói, cát khai thành ngưu đồ quỷ vương đô, điểm ấy bổn tọa biết rõ, nhưng vì cái gì phải phái người tập sát ngươi. Cái này đối với bọn hắn có chỗ tốt gì, chẳng lẽ, vương quân đã biết sự tình của bổn tọa. Vương quân là cát khai thành thành chủ, hắn cao mày, không có khả năng, bổn tọa đã vô cùng điệu thấp, bọn hắn không có khả năng bởi vì bổn tọa liền nhầm vào ngươi. Cổ quái, rốt cuộc là ở đâu ra sơ suất, hắn trăm mối vẫn không có cách giải, lần này tới quỷ vương đô, hắn là nhận lấy sứ mạng, ngoại trừ một đám tiên vương tầng 9, liền chỉ có lục ly biết rõ sự hiện hữu của hắn, như thế nào sẽ để cho các khai thành dò thăm được tin tức, còn bố cục nhầm vào. Đây là tự nhiên, bởi vì hết thảy đều là đánh bậy đánh bạ mà thôi. Lăng Hàn cười thầm, thầm nghĩ đừng nói lục cao tiêm, dù Thiên Tôn ở đây cũng nghĩ nát óc, cái này vốn là một hồi hiểu lầm, nào có giải thích hợp lý. Lục Cao Tiêm dừng một chút, lấy ra một miếng ngọc phù, đưa cho Lục Ly nói: "Cầm, ở đây có một bộ công pháp, từ ngày mai trở đi ngươi liền cải luyện." Lục Ly tiếp nhận, sau đó tò mò nói: "Thúc thúc, đây là công pháp gì?" Lục Cao Tiêm nghiêm nghị nói: "Cái này gọi là Cửu Hóa Thiên Kinh." Thiên Kinh, trong nội tâm Lăng Hàn khẽ động, chỉ có Thiên Tôn chi pháp mới có tư cách được xưng Thiên Kinh. Thiên vương thuật nhiều nhất chỉ có thể được xưng là thiên công. Lục Cao Tiêm rõ ràng có thể lấy ra một bộ Thiên Tôn công pháp, cái này hết sức kinh người. Hắn là đào một phần của Thiên Tôn nào sao? Chẳng trách địa vị của Lục Ly thoáng cái tăng lên nhiều như vậy, hiển nhiên bởi vì Lục Cao Tiêm, để cho Đường Minh Bá cúi đầu, thậm chí Thanh Quỷ Tiên Vương cũng thiên vị, nếu không lúc trước trong đấu chẳng cũng không có khả năng có nghiêu Đại xuất hiện, là bởi vì Âm Hà Tiên Vương lên tiếng. Hiện tại ngẫm lại, vì sao Âm Hà Tiên Vương lại cố ý nhằm vào Lăng Hàn? Tự nhiên là bởi vì lục ly, mục tiêu là áp chế đường viễn, kết quả hắn trực tiếp thành người bị hại, khá tốt thực lực của hắn đủ mạnh, làm thịt được như đại. Hết thảy căn nguyên ở đây, lục cao tiêm, cửu hóa thiên kinh, lục ly thì thào, hắn còn không biết đây là một môn thiên tôn công pháp. Cửu hóa thiên kinh, chính là một vị thiên tôn sáng chế. Lục cao tiêm ung dung nói, cái gì, lục ly lập tức kinh hô, tay cũng không nhịn được run rẩy lên. Thiên tôn sáng chế công pháp, cái kia là tồn tại trí cao vô thượng bực nào. Lục cao tiêm mỉm cười, rất hài lòng phản ứng của lục ly, hắn gật gật đầu. Vị thiên tôn này được xưng là cửu hóa thiên tôn, bất quá, từ mấy kỷ nguyên trước liền chết. Thiên tôn, rõ ràng cũng sẽ vẫn lạc, lục ly không thể tin được, thiên tôn là đại nhân vật cao cao tại thượng bực nào, một ngón tay có thể nghiền chết tiên vương tầng 9, nhưng bây giờ lại còn nói thiên tôn vẫn lạc, cái này để cho người làm sao tin tưởng. Dưới đời này chỉ có lực lượng vô địch, mà không có tồn tại bất hủ bất diệt. Lục Cao Tiêm nhàn nhạt nói, Lục Ly hô hấp sồn dập, cửu hóa thiên tôn là bị ai giết chết, một tồn tại vô địch chính thức, thanh âm của Lục Cao Tiêm mang theo có chút run rẩy, tựa hồ bởi vì nghĩ tới tồn tại này mà kinh hãi. Ai, Lục Ly truy vấn, Lục Cao Tiêm dừng một chút, người bây giờ còn chưa có tư cách biết, không cần hỏi nhiều, người chỉ cần biết rõ, cửu hóa thiên tôn lưu lại bộ công pháp kia, có thể để người có cơ hội dảo bước tiến lên thiên tôn. Hí, tay của lục ly càng thêm run lên, có thể dảo bước tiến lên thiên tôn. Ngay cả tầng 9 theo hắn cũng là xa không thể chạm, hiện tại lại còn nói hắn có khả năng trở thành thiên tôn, cái này để cho hắn sao có thể không kích động, lại càng không thể tin được. Lăng Hàn lắc đầu, thiên tôn công pháp là thiên tôn công pháp, được có thể trở thành thiên tôn, vậy thì thật là nói giỡn, nếu không hắc cậu không phải sớm đã thành thiên tôn. Ngự hư tiên vương, huyền vinh, không phải cũng có thể thành thiên tôn, không không không, Tu Thiên Tôn pháp thậm chí có khả năng để cho người lâm vào đạo của đối phương mà không có cách nào tự kềm chế, để cho người vốn có cơ hội đột phá thiên tôn đều dừng ở tầng 9, vĩnh viễn không có cách nào bước ra một bước trọng yếu nhất kia. Có lẽ, có người cũng nói với Lục Cao Tiêm như vậy, mới khiến cho hắn tin tưởng không nghi ngờ, có thể trở thành thiên tôn, cái tầng 9 nào không kích động đến nhiệt huyết sông đầu, quên sự tình khác. Bất quá, bất kể như thế nào, Lăng Hàn cũng phải lấy Cửu Hóa Thiên Kinh kia đến, tham khảo một chút là không sai lục ly như được trí bảo, cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Đây cũng không phải toàn bộ cửu hóa thiên kinh, lục cao tiêm lại nói, à, lục ly lập tức lộ ra vẻ thất vọng, tiểu tử ngốc, nếu như là cửu hóa thiên kinh nguyên vẹn, người căn bản không có khả năng nắm giữ. Lục cao tiêm cười nói, cửu hóa thiên kinh có tất cả 9 bộ, mỗi một bộ đều trình bày một đại đạo, một loại quy tắc, mỗi khi nắm giữ một bộ, chiến lực sẽ tăng lên gấp mấy lần, lại chín đạo hợp nhất, liền có cơ hội một lần hành động oanh phá bình chướng, xông lên thiên tôn vị lục ly lại hưng phấn lên thúc thúc vậy ngươi có cửu hóa thiên kinh nguyên vẹn không bổn tọa không có lục cao tiêm lắc đầu bất quá có vị đại nhân vật nắm giữ toàn bộ cửu hóa thiên kinh chỉ cần chúng ta tận tâm tận lực làm việc cho vị đại nhân vật này hắn liền ban thưởng chúng ta càng nhiều cửu hóa thiên kinh nữa ánh mắt của lục ly không khỏi lửa nóng thúc thúc chúng ta cũng có thể trở thành thiên tôn sao nhất định có thể lục cao tiêm cười nói hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời chương 2896, Thiên Tôn Công Pháp 2. Hơn nữa, chúng ta nhất định sẽ ly khai địa phương quỷ quái này, từ nay về sau tiếu ngạo thiên hạ, để cho phiến thiên địa này rốt cuộc trói không được chúng ta. Hắn dừng một cái, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai liền tu luyện cửu hóa thiên kinh, tranh thủ sớm ngày nắm giữ. Nếu có chỗ nào không hiểu, có thể trực tiếp tới tìm ta, cảnh giới của ngươi còn thấp, bổn tỏa phải đợi tu vi của ngươi lại cao một chút mới truyền cho ngươi cửu hóa thiên kinh tầng cao hơn. Trải qua chuyện lăng hàn, hắn quyết định phải hảo hảo tăng lên thực lực của cháu trai, nếu không hắn sẽ thương tiếc cả đời. hắn rời đi, hưu thân hình lóe lên, lập tức biến mất không thấy gì nữa. lục ly nào có tâm tình nghỉ ngơi, hắn quá hưng phấn, lấy ngọc phù ra dán ở trên chán, rút ra tin tức trong đó. nhưng hắn lập tức cảm thấy lạnh cả người, không tự chủ được để tay xuống. hắn kinh hãi, bởi vì bên người không biết lúc nào có thêm một người. a, à, hắn muốn gọi a viên nhưng lập tức nghĩ đến A Viên ở ban ngày trong chiến đấu thụ thương, giờ phút này còn nằm ở trên giường, đây là hắn quen A Viên ở bên người bảo vệ mình, vô ý thức muốn triệu hoán đối phương. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, không ngại cho ta thứ này chứ, hắn vươn tay, đi lấy Ngọc Phù, Lục Ly làm sao có thể địch nổi, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, Ngọc Phù liền rơi xuống trong tay Lăng Hàn. Hai người bọn họ chênh lệch quá xa, đã không phải nghiền áp rồi, mà là tinh thần áp. Lục Ly rung giọng nói, ngươi là ai, chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi đang gây đại phiền toái cho mình sao? Lăng Hàn A à một cái, hóa ra dáng vẻ này của ta ngươi nhận không ra, hắn bây giờ không phải hình ảnh Lý Long, mà là diện mục thật của mình. Hắn tâm niệm vừa động, lập tức khôi phục nguyên dạng. Ngươi ngươi ngươi, là ngươi, Lục Ly lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch, thật không ngờ kẻ xông vào lại có thể là Lăng Hàn. Sao sẽ to gan lớn mật như thế, ban ngày vừa rời đi, buổi tối liền ẩn nấp trở lại. Nhận ra chưa, Lăng Hàn cười, không nghĩ tới rõ ràng có một ngày chân dung của hắn không người nhận thức, hình ảnh giả lại có hung danh hiền hách. Người không nên sằng bậy, phụ thân ta, thúc phụ ta đều là tiên vương tầng 9, hơn nữa thúc thúc ta còn vì một tồn tại vô cùng cường đại làm việc, người dám đụng đến ta một sợi tóc, sẽ chết không có chỗ chôn Lục Ly đe dọa nói, lang Hàn vươn tay tóm tới, tóc của Lục Ly bị hắn nhổ xuống, để cho Lục Ly không khỏi kêu thảm thiết, thanh âm lớn đến kinh người. Kỳ thật không có đau như vậy, Lục Ly gọi như vậy chỉ là vì phát ra tín hiệu, để cho người biết rõ hắn ở đây đã xảy ra chuyện. Lăng Hàn mỉm cười, không nên ôm lấy tưởng tượng vô vị, ta đã phong tỏa không gian bốn phía, dù ngươi gọi phá yết hầu cũng không có khả năng có người nghe được. Sắc mặt của Lục Ly lập tức như cho tàn, có lẽ tiên vương tầng bốn khác không có cách nào phong tỏa tín hiệu cầu cứu của hắn, nhưng Lăng Hàn nói liền nhất định có thể, người này quá yêu nghiệt rồi. Hắn run rẩy, sợ đến muốn chết, kỳ thật hắn giống như đường viễn, là nhị thế tổ, ăn chơi thiếu ra thời điểm mình nắm giữ chủ động hung hăng càn quấy chỉ khi nào ở vào hoàn cảnh xấu hắn liền mất đi hết thảy dũng khí nói cho ta sự tình thúc thúc của ngươi một chút lang hàn hỏi hắn đối với lai lịch của lục cao tiêm hết sức tò mò còn có đại nhân vật trong miệng đối phương có thể tiện tay lấy ra thiên tôn công pháp ban thưởng rốt cuộc là có địa vị gì cái này hẳn hết sức kinh người lục ly một chút cũng không dám giấu giếm khai triệt triệt để để huynh đệ lục cao toàn lục cao tiêm đắc tội một thế lực cường đại sau khi bị bắt bọn hắn cũng không có bị giết mà bị ném vào tiên vương mộ địa đến nơi này hai huynh đệ chung một chỗ dốc sức làm rất nhiều năm lại vì một nữ nhân mà từ nay về sau mỗi người đi một ngả nữ nhân này chính là mẫu thân của lục ly lăng hàn đoán được nhiều thứ hơn có khả năng lục cao toàn phát hiện lục cao tiêm cùng nữ nhân của mình yêu đương vụng trộm vì vậy hai huynh đệ mới trở mặt có phải như thế hay không trước mặc kệ nói ngắn lại vận khí của lục cao toàn rất tốt nhiều năm như vậy rõ ràng không có bị giết ngược lại thành tiên vương tầng 9, mà lục cao tiêm thì càng thêm châu bò. Hắn chẳng những cũng thành tiên vương tầng 9, còn kết bạn một đại nhân vật, làm đại biểu đi của đối phương tới quỷ vương đô, được coi là khách quý, càng được tiên vương tầng 9 khác nịnh bợ. Vì trong tay hắn nắm giữ cửu hóa thiên kinh, cũng chỉ có thông qua hắn mới có thể đạt được bộ phận khác của cửu hóa thiên kinh. Nơi này là ngục giam, mỗi người đều muốn rời đi, thế nhưng trừ khi trở thành thiên tôn, nếu không ai cũng đừng nghĩ dựa vào lực lượng của mình đi ra ngoài. Lăng Hàn hỏi đại nhân vật kia là ai, nhưng Lục Ly đối với cái này không hề khái niệm, bởi vì Lục Cao tiêm thủ khẩu như bình. Như vậy cũng không biết, lưu ngươi làm gì. Lăng Hàn nói, không nên giết ta, ngươi muốn cái gì ta đều nguyện ý cho ngươi. Lục Ly cầu xin tha thứ, không cần phiền toái như vậy. Lăng Hàn oanh ra một quyền, bành, đại não của Lục Ly lập tức bị oanh thành bã vụn. Hắn lập tức quay người rời đi, một khi sự tình Lục Ly bị giết lộ ra ánh sáng, nhất định sẽ khiến cho sóng to gió lớn tùy tiện tìm một chỗ bí ẩn, Lăng Hàn khôi phục, tiến vào không gian tiên khí, sau đó cùng nữ hoàng, như yêu nữ cộng đồng nghiên cứu cửu hóa thiên kinh, như lưu vũ đồng các nàng tu vi quá thấp, căn bản không có khả năng tìm hiểu thấu thiên tôn chi pháp. Lúc trước Lăng Hàn có thể tu luyện bất diệt thiên kinh, đó là bởi vì có hắc tháp trợ giúp, nếu không là quyết không có khả năng. Gián ngọc phù ở trên chán, lập tức có vô số ký hiệu bốc lên ở trong thức hải, huyền ảo lại phức tạp, không có cách nào nắm giữ bí mật trong đó. Đây chính là thiên tôn bí pháp, Há có thể đơn giản nắm giữ, nhưng Lang Hàn tu tập qua Bất Diệt Thiên Kinh, lập tức bay lên một cỗ cảm giác. Tuy cái này không dễ nắm giữ, nhưng cũng không có khó đến tình trạng lên trời. Cửu Hóa Thiên Tôn phân bộ công pháp này thành chín phần, tuyệt không phải cố ý làm khó dễ người, mà là tràn đầy đại trí tuệ. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể để Tiên Vương nắm giữ, bằng không mà nói, coi như là Đế giả tầng 9 cũng phải tiêu tốn vô số thời gian mới có khả năng lĩnh ngộ một hai huyền diệu trong đó chương 2897, Điệu Hổ Ly Sơn. Nắm giữ một bộ phận, coi đây là cơ sở, liền có thể từng bước một nắm giữ cửu hóa thiên kinh, đương nhiên, dung hợp hai bộ phận cửu hóa thiên kinh cũng tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Thiên tôn chi pháp, đáng giá học tập, ba người đều nghiên cứu, thời gian lưu gia tốc, hoàn toàn quên thế giới bên ngoài. Bộ công pháp kia xác thực đáng giá bọn hắn dùng tinh lực đi tu luyện. Bọn hắn ở đây ngược lại rất yên tĩnh, thế nhưng quỷ vương đô lại rối loạn tương bừng lục ly chết rồi nếu thay đổi trước kia tuy lục ly chết cũng sẽ gây ra bạo động nhưng dù sao chỉ là một nhị thế tổ nhiều lắm là để cho lục cao toàn phẫn nộ muốn sát nhân khắp nơi tìm kiếm hung thủ mà thôi nhưng lần này bởi vì lục ly nhiều hơn một thúc thúc cũng có thể là cha ruột lục cao tiêm phát hiện lục ly chết so với lục cao toàn còn muốn phẫn nộ điên cuồng mà hắn lại là đại biểu cho một vị đại nhân vật nào đó đối với thanh quỷ tiên vương cũng có sức ảnh hưởng cực lớn vì vậy toàn bộ quỷ vương đô gà bay chó chạy khắp nơi đều đang tìm hung thủ giết người có hiểm nghi nhất đương nhiên là triển phi vũ rồi hắn nhìn như đã đi ra quỷ vương đô kỳ thật lại ẩn nấp trở lại nửa đêm sát nhân lão thất phu a à, lão thất phu thật là đáng chết nội thành đương nhiên không có khả năng tìm được triển phi vũ tồn tại lục cao tiêm liền yêu cầu thanh quỷ tiên vương xuất binh đánh cát khai thành thể phải báo thù cho lục ly bất quá thanh quỷ tiên vương không đần cũng không có xúc động hắn có thể vì cửu hóa thiên kinh hợp tác với lục cao tiêm, thậm chí đầu nhập vào đối phương, nhưng vì lục cao tiêm sống mái với cát khai thành, hắn lại tuyệt không có khả năng lỗ mãng như thế. Trừ khi, lục cao tiêm có thể cung cấp một chi quân đội, chiến lược chỉnh thể không kém gì quỷ vương đô, như vậy hai nhà hợp lực, đánh cát khai thành liền không trả giá quá lớn. Song phương không có nói định, sự tình xuất binh tự nhiên cũng thành nói xuông. Ba năm sau, Lăng Hàn đi ra trạng thái bế quan, hắn sơ bộ nắm giữ cửu hóa thiên kinh bất diệt thiên kinh là hướng phòng ngự, rèn luyện khí lực, tăng lên lực khôi phục, mà cửu hóa thiên kinh hướng công kích, mỗi một bộ tu một chi đại đạo, chín đạo hợp nhất là có khả năng siêu việt quy tắc, lĩnh ngộ lực lượng độc nhất vô nhị kia. Bộ cửu hóa thiên kinh này, tu chính là kim chi đạo. Kim, đại biểu cho rễ cùng sát, lang hàn giơ hai tay lên, tay trái chỉ đơn giản quấn lên kim hệ quy tắc, nhưng tay phải lại lấy cửu hóa thiên kinh dẫn động kim chi đại đạo quấn quanh, hắn hai đấm chung một chỗ chém ra, đánh vào hai tảng đá bất đồng thạch đầu trong tiên vương mộ địa đều cực kỳ cứng rắn, tuy ở dưới một khích của lăng hàn đồng thời vỡ vụn, nhưng một khối chỉ nứt thành bảy phần, một khối khác thì hóa thành bột phấn. Thạch đầu biến thành bột phấn là tay phải oanh ra, lang hàn có thể cam đoan, hắn dùng lực lượng là hoàn toàn đồng dạng, thế nhưng kết quả lại kém thật lớn, đủ để chứng minh cử hóa thiên kinh cường đại. Chín bộ thiên kinh hợp nhất, uy lực khó có thể tưởng tượng. Lăng hàn cảm khái nói. Đây chính là công pháp do một vị thiên tôn sáng tạo, mà có thể trở thành thiên tôn, người nào không phải kỳ tài. Phải nghĩ đạt được bộ phận thiên kinh khác, hắn thì thào nói, vị đại nhân vật thần bí kia lại để cho lục cao tiêm cầm bộ phận cửu hóa thiên kinh này tới mời chào đám người thanh quỷ tiên vương, có thể dảo bước tiến lên thiên tôn nhất định là gạt người, nhưng giá trị y nguyên kinh người. Chỗ này tựa hồ cất giấu rất nhiều bí mật, nếu thăng long đan có thể ở bên ngoài đại lượng sản xuất, đủ để cải biến thực lực chỉnh thể của vị diện. Còn có cửu hóa thiên kinh, vì cái gì ở đây sẽ có công pháp thiên tôn. Vị đại nhân vật kia là ai? Lăng Hàn suy nghĩ một trận, tự nhiên không có khả năng có đầu mối gì. Hắn ra không gian tiên khí, bắt đầu đi tìm đám nhị thế tổ ở nội thành, ai đáng giết thì giết, lập tức lại để cho quỷ vương đô lần nữa gà bay chó chạy, cũng làm cho rất nhiều tiên vương giận không kiềm được, cho rằng đây là cát khai thành khiêu khích, phải tiến hành phản kích. Dưới tình huống như vậy, Thanh Quỷ Tiên Vương cũng áp chế không được nhiều người tức giận, quyết định xuất động đại quân đánh cát khai thành. Đại quân rất nhanh liền tụ tập lại, sau đó xuất động thanh quỷ tiên vương tự mình lãnh binh cộng thêm dương khuyết lục cao tiêm thanh thế có thể nói hạo hạo đáng đáng lang hàn đứng ở đầu tường nhìn xem đại quân biến mất ở phía chân trời khóe miệng không khỏi lộ ra dáng tươi cười thành công điệu hổ ly sơn hắn có thể đi quý phủ của thanh quỷ tiên vương dò xét thăng long đan rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lang hàn vẫn rất hiếu kỳ thăng long đan đây rốt cuộc là làm sao luyện ra rõ ràng có thể để cho người tư chất thường thường thăng nhập tiên vương cảnh thậm chí ở tiên vương cảnh còn khả năng tiếp tục ngẩng đầu thẳng tiến cái này không hợp lý vị diện siêu cao đẳng xác thực như bức nhưng không như bức đến trình độ như vậy còn nữa một vị thành chủ hẳn là rất giàu có a à, lang hàn lặng yên mà đi đi tới phủ thành chủ hắn cẩn thận từng ly từng tí một đường tiềm hành nương theo khi thiên thuật cùng thực lực của bản thân hắn một đường quả thực như vào chỗ không người thanh quỷ tiên vương không có dù là hắn không có khi thiên thuật đoán chừng cũng không có ai phát hiện được Âm hà tiên vương không ở chỗ này, mà có chỗ ở khác, tuy cũng có mấy tiên vương tầng 6 dò xét, nhưng cái này tự nhiên không đủ để cấu thành uy hiếp với lăng hàn, chỉ cần cẩn thận là được. Ngược lại là hắn không biết tình huống nơi đây, không thể không nói tới nói lui, tìm kiếm từng gian phòng ở đâu mới là địa phương thanh quỷ tiên vương gửi đồ vật quý trọng. Bởi vậy, hơn nửa đêm, hắn mới rốt cuộc tìm được địa phương. Đây là một gian thư phòng, nhưng có một trận pháp thiết cắt ra một phương không gian. Đổi thành tầng 4 phổ thông, thậm chí tiên vương tầng 7 cũng chưa hẳn có thể phát hiện, thế nhưng lăng hàn tinh thông quy tắc không gian, một chút khác thường cũng có thể làm hắn chú ý, lập tức tập trung ánh mắt tới. Bất quá, phát hiện là một sự việc, có thể phá giải lại là một sự việc. Đây là tiên vương tầng 9 bố trí thủ đoạn, trận văn phức tạp, khó có thể tìm hiểu và kiểm tra. Lăng hàn có rất nhiều thời gian, đại quân xuất trinh không phải một ngày hai ngày có thể trở về, mà ở lúc này bình thường không có người tiến đến, hắn tự nhiên có thể chậm rãi suy tính chương 2898, bà La Tiên Hoa. Hắn thật đúng là bình tâm tĩnh khí, một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian không ngừng đi qua, hắn ở trên trận văn đẩy diễn cũng đang không ngừng sâu sắc, thậm chí còn phát lên đủ loại cảm ngộ, đối với võ đạo cực kỳ có trợ giúp. Nửa năm sau, Lăng Hàn cuối cùng lộ ra sắc mặt vui mừng. Trận pháp này bị hắn phá giải, thật sự là vất vả. Lăng Hàn lau chán, mặc dù không có chảy mồ hôi, thế nhưng hắn lại cảm giác giống như đại chiến một hồi. Nửa năm này, hắn một mực đắm chìm trong nghiên cứu trận pháp, thậm chí còn dùng tới thời gian lưu gia tốc, nhìn như chỉ mới qua nửa năm, thế nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, đã hơn 500 năm. Tốn hao hơn 500 năm phá giải một đạo trận pháp do Tiên Vương tầng 9 bố trí xuống, tốc độ này không chậm chút nào, chủ yếu là Thanh Quỷ Tiên Vương không có ở đây, nếu không Lăng Hàn đâu thể nào ở chỗ này ngẩn ngơ hơn nửa năm, coi Tiên Vương tầng 9 chỉ là bài trí sao? Trận pháp phá vỡ, bên trong là một không gian, để rất nhiều thăng long đan tự nhiên bị Lăng Hàn thu vào túi, cái này không có gì phải khách khí. Trừ lần đó ra, hắn còn phát hiện một đan phương. Đan phương của thăng long đan, ánh mắt Lăng Hàn đảo qua, nhưng lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì nguyên liệu luyện chế thăng long đan đơn giản đến rối tinh rối mù, chỉ cần trái cây của bà La Tiên Vương là đủ. Một loại tài liệu, cái này chỉ sợ chỉ có đan dược cấp thấp nhất mới có thể dùng một loại tài liệu, thế nhưng thăng long đan lại rõ ràng là đại đan tiên vương cấp. Không thể tưởng tượng nổi, không có cách nào tưởng tượng. Không chỉ như thế, thủ pháp luyện chế thang long đan này cũng vô cùng đơn giản, đừng nói ngũ tinh đại sư, học đồ vừa vặn nhập môn cũng có thể đơn giản luyện chế ra. Cái này quá không hợp lý, tựa hồ bà La Tiên Hoa cũng đã là bán thành phẩm, không chỉ là bán thành phẩm, mà là tiếp cận chín thành chín chuẩn thành phẩm, cái gọi là luyện đan chỉ là tiến hành đóng gói mà thôi. Bà La Tiên Hoa này là cái quỷ gì? Ồ, lúc trước ta giống như nghe đường viễn nói qua. Lăng Hàn dùng sức nghĩ, hắn từng nghe đường viễn ngẫu nhiên nói lên đánh cuộc thắng triệu xong đã lấy được mấy cây bà la hoa lúc ấy hắn không có để ở trong lòng vốn lấy trí nhớ của hắn đương nhiên là qua tai không quên chỉ cần suy nghĩ một chút có thể từ trong đầu tìm ra tựa hồ tiên vương ở đây đều gieo trồng loại tiên dược này lang hàn đi ra phủ thành chủ hắn muốn đi tìm dược viên của thanh quỷ tiên vương nhìn xem bà la tiên hoa đến cùng là cái gì cái này cũng không phải bí mật gì tùy tiện tìm hiểu một chút sẽ biết chẳng qua là khi Lăng Hàn tới địa phương này, lại phát hiện dược viên này rõ ràng có một vị tiên vương tầng 8 đang ngồi chấn. Hắn có thể địch nổi tiên vương tầng 7 phổ thông, nhưng gặp gỡ đế giả mà nói, cần tế ra tiên ma kiếm, phát động toàn bộ lực lượng, mà chỉ cần thực lực của đối thủ cường đại một chút hắn liền gánh không được. Dù sao cảnh giới tranh lệch còn ở đó, nếu như ta lấy được toàn bộ cửu hóa thiên kinh, tìm hiểu thấu triệt, không cần tiên ma kiếm hẳn cũng có thể chiến loại đối thủ như âm hà tiên vương, nhưng bây giờ không được, càng không có khả năng là đối thủ của Tiên Vương tầng 8. Lăng Hàn cũng không có mù quáng tự tin, một người chỉ có nhận rõ thực lực của mình mới có khả năng xưng là cường giả, nếu không cách cái chết không xa. Có Tiên Vương tầng 8 tọa trấn, cái dược viên này hiển nhiên không có duyên với hắn rồi. Bất quá, nội thành không chỉ có Thanh Quỷ Tiên Vương có dược viên, gieo trồng bà La tiên hoa, hắn có thể đi địa phương khác dạo. Tìm ai đây? Con mắt Lăng Hàn sáng ngời, thân hình xoay chuyển, trước một hồi hắn quả thực giết không ít nhị thế tổ. Đây cũng là nguyên nhân căn bản dẫn phát Quỷ Vương đô quy một tiến công cắt khai thành, bất quá, nhị thế tổ chết càng nhiều, Tiên Vương tầng 9 tự nhiên đã có phòng bị, đến đằng sau liền không dễ hạ thủ. Bởi vậy còn có một chút nhị thế tổ còn sống, ví dụ như Triệu Song, Dương Thiếu Linh. Liền đi tìm Triệu Song a, có thể lấy ra bà La Tiên Hoa đánh cuộc, hẳn là đối với cái này có chút hiểu rõ. Lăng Hàn đi biệt viện của Triệu Song, bất quá sau khi phát sinh sự kiện ám sát, Triệu Song liền về phủ đệ của lão tử so với tự do, vẫn là mạng nhỏ càng thêm trọng yếu. Lão tử của triệu song gọi triệu nguyên ý, lần này tự nhiên cũng theo thanh quỷ tiên vương xuất trinh, không thể bởi vì con của ngươi không có bị giết có thể ở chỗ này ngồi xem, nếu xuất trinh, phải toàn lực ứng phó, nếu không chỉ biết bị cát khai thành tiêu diệt từng bộ phận. Lang Hàn liền đánh tới phủ đệ của triệu nguyên ý, hắn vẫn cực kỳ điệu thấp, cẩn thận từng ly từng tí, ai biết có tiên vương gài hắn, đột nhiên toát ra một tiên vương tầng 9 hay không. Hắn một đường tiềm hành, cũng không thả ra thần thức, nhưng muốn tìm được triệu song thực không khó. Trong đại sảnh, người này đang kết bằng hiếu, tiến hành một hồi yến hội, có mỹ nữ nhẹ nhàng nhảy múa, quần áo lộ ra ngoài, động tác lớn đến kinh người, hết sức chọc người. Có chút nhị thế tổ cực kỳ không thành thật, ôm thị nữ xinh đẹp rót rượu dở trò, thế nhưng triệu song lại hào hứng không cao, giống như có tâm sự trùng trùng điệp điệp. Triệu ca, không nên giàu dĩ không vui, đến, tiểu đệ mời ngươi một chén có tiểu đệ cầm chén rượu lên mời rượu triệu xong triệu xong gật đầu cầm lấy chén rượu cùng đối phương đụng một cái lại phóng tới bên miệng tùy ý nhất xem như ứng phó đi qua lại một tiểu đệ nói triệu ca có phải ngươi đang lo lắng tên lý long kia hay không chư vị đại nhân thân trinh cát khai thành còn dám làm tiếp loại chuyện này sao triệu ca ngươi yên tâm đi đúng đấy chư vị đại nhân nhất định sẽ bước cát khai thành giao ra hung thủ giết người mang về thành phanh thây xé xác hơn nữa đây đối với triệu ca mà nói còn là chuyện tốt. Mọi người kỳ quái, Lý Long này náo đến lòng người bằng hoàng, làm sao có người nói là chuyện tốt. Gia hỏa kia ung dung cười nói, người có tư cách cùng triệu ca bình khởi bình tọa đều bị giết không sai biệt lắm, về sau triệu ca của chúng ta không phải vương giả độc nhất của quỷ vương đô sao. Đúng vậy, con mắt của triệu song sáng ngời, ngẫm lại xem, bây giờ còn có mấy nhị thế tổ có thể cùng hắn sánh vai. Có, nhưng ít đến thương cảm, chương 2899, đề ra nghi vấn. Lại nói tiếp, hắn nên hào hào cảm tạ tên sát thủ kia, quét trừ rất nhiều đối thủ cạnh tranh của hắn, để cho hắn ở giữa nhị thế tổ có thể đi ngang. Đúng vậy, chúng ta lại không ngờ điểm ấy. Ha ha ha, triệu ca của chúng ta cũng phải trở thành nhân vật độc nhất rồi. Phải hào hào cảm tạ vị sát thủ kia, tốt nhất tên kia lại ra tay mấy lần, để cho triệu ca chúng ta từ một trong các công tử ca đỉnh cấp biến thành duy nhất. Tất cả mọi người cười to, nếu như triệu song thực thành công tử gia độc nhất vô nhị, địa vị của bọn hắn cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Triệu song cũng hào hứng, những ngày này hắn một mực lo lắng, lúc nào tên sát thủ kia sẽ xuất hiện ở trong phòng của mình, giết hắn. Nhưng nghĩ nghĩ, từ khi các đại nhân vật xuất trinh, nửa năm qua cũng không có phát sinh một sự kiện ám sát, có thể thấy được tên hung thủ kia khẳng định cũng cảm thấy áp lực, không dám làm như vậy nữa rồi. Nghĩ như thế, hắn liền yên lòng, giờ chén rượu lên cùng mọi người chè chén. Lăng Hàn vốn muốn chờ bọn hắn tản ra lại ra tay, thế nhưng những thứ này cũng quá biết chơi, uống hoài không ngừng, không có ý tứ tan cuộc chút nào. Lấy tinh lực của Tiên Vương, một hơi uống 10 năm 8 năm cũng không là vấn đề a. À. Lăng Hàn không có chờ đợi thêm nữa, hắn đã nắm rõ ràng tình huống của phủ đệ, chỉ có một Tiên Vương tầng 7 tỏa chấn, cái này có thể làm đối thủ của hắn, nhưng Lăng Hàn tin tưởng hiện tại hắn ra tay, tên Tiên Vương kia căn bản sẽ không phát hiện dị thường. Hắn lặng yên phát động quy tắc không gian, ngăn cách cả đại sảnh đi ra, bởi như vậy, ở đây dù trời sập cũng không cần lo lắng, tên tiên vương tầng 7 kia căn bản không phát giác đến khác thường. Hoàn thành bố trí, thân hình Lăng Hàn lóe lên, xuất hiện ở trong đại sảnh. Ồ, chứng kiến Lăng Hàn đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người sững sờ, sau đó tất cả mọi người há to miệng, mỗi một cái đều là mặt như màu đất. Lý Long, thật sự là nói cái gì tới cái đó, vừa rồi bọn hắn còn mong mỏi tên sát thủ kia lại đi giết mấy nhị thế tổ, để cho triệu ca của bọn hắn trở thành độc nhất vô nhị, thế nhưng mỏ quả đen rõ ràng ứng nghiệm đến trên đầu của mình. Lý 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 lý, Long, có người trước tiên mở miệng, đôi môi run lên, có ai không, cứu mạng, lập tức, mọi người bảy mồm tám lưỡi kêu lên, bọn hắn biết rõ mình tuyệt không phải đối thủ của Lăng Hàn, chỉ có gọi cường giả đỉnh cấp tới mới có thể sống. Lăng Hàn hoàn toàn không thèm để ý, thần thức của hắn bao phủ, hết thảy đều nắm giữ, ở đây tiên vương mạnh nhất cũng mới tầng 2, còn chỉ là hoàng giả, một ý niệm là có thể oanh giết thành cặn bã. Lý, Lý Long, người muốn làm gì? Triệu song cố gắng chấn định, hắn muốn kéo dài thời gian, kéo dài tới tiên vương tầng 7 kia xuất hiện. Lăng Hàn có chút cười cười, tới hỏi ngươi mấy vấn đề, hắn đặt mông ngồi xuống, sau đó nhìn thị nữ bên cạnh đang lạnh run nói. Phiền toái có một ly rượu, cảm ơn, thị nữ kia giật mình, vội vàng rót rượu cho Lăng Hàn. Nàng là sinh ra ở tiên vương mộ địa, bởi vì chỉ có tu vi chảm trần ở địa phương này quả thực chính là cặn bã. Nhưng theo Lăng Hàn, này có thể là một người vô tội, cho nên hắn khách khí. Người muốn biết cái gì? Triệu song hỏi, ngữ khí càng ngày càng bình tĩnh, nhưng chỉ có hắn tự mình biết tim đập nhanh đến cỡ nào. Lăng Hàn uống chén rượu, thân hình đứng lên, người nhiều lắm, đều vào đây cho ta. Hắn ra tay, nắm lên một người liền ném vào không gian tiên khí. Tất cả mọi người biến sắc, thằng này rốt cuộc lộ ra một mặt đồ tể. Trốn a, à, bọn hắn phát ra tiếng thét, không ngừng phóng ra bên ngoài, thế nhưng thời điểm tới cửa, bọn hắn lại run sợ phát hiện, rõ ràng lối ra ngay ở trước mặt, lại phảng phất như có một bức tường vô hình chặn đường đi của bọn hắn, để cho bọn hắn làm sao cũng không tiến lên được. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì bọn hắn xông không ra, vì cái gì tiên vương tầng bảy tỏa chấn còn không đến. Bọn hắn đều sắp gọi phá ít hầu, chẳng lẽ những người kia bên ngoài đều biết sao. Lăng Hàn tùy ý ra tay, mỗi lần ra tay có thể nắm một tiên vương, phong bế tu vi lại ném vào không gian tiên khí, ra tay vài chục lần. ở đây ngoại trừ mấy thị nữ, ca cơ thì chỉ còn lại có triệu song, triệu song tê liệt ngồi trên ghế, hắn rất muốn động, nhưng quá mức sợ hãi, để cho hắn ngay cả một ngón tay cũng không cách nào nhúc nhích. lang hàn lần nữa thò tay thu triệu song vào không gian tiên khí, sau đó nhìn các thị nữ, ca cơ cười cười, cho các người bị sợ hãi, thân hình hắn lóe lên, đã biến mất vô tung. a à, Lúc này, tiếng kinh hô lập tức vang vọng toàn bộ triệu phủ. Hưu, tiên vương tầng 7 tỏa chấn lập tức xuất hiện, ánh mắt đảo qua, sau đó hắn lập tức lộ ra vẻ giận dữ, toàn thân bắt đầu khởi động ra sát ý đáng sợ. Lăng Hàn đi tới địa phương ẩn nấp trong thành, sau đó tiến vào không gian tiên khí, bắt đầu thẩm vấn triệu song. Triệu song sợ tới mức toàn thân đang run rẩy, càng khóc không ra nước mắt. Cái này thật sự là báo ứng A, à, còn trông cậy vào Lăng Hàn bắt lấy càng nhiều nhị thế tổ nữa, để cho hắn có thể độc ngao đầu, Kết quả Lang Hàn xác thực xuất thủ, thế nhưng mục tiêu lại là hắn. Sớm biết như vậy, chết cũng không thể có mong chờ như vậy a. À. Lang Hàn vỗ vỗ vai của Triệu Song nói, hỏi ngươi mấy sự tình, Long Ca, ngươi cứ việc hỏi. Triệu Song vội vàng nói, chỉ cần có thể sống, hắn không thèm để ý vứt bỏ cái giá đỡ của nhị thế tổ, làm một con chó thành thành thật thật. Lang Hàn gật đầu, ngươi biết bao nhiêu tư liệu của bà La Tiên Hoa? À, Triệu Song kinh ngạc, hắn thật không ngờ Lăng Hàn lại có thể hỏi chuyện như vậy a à, cái gì, nói mau, Lăng Hàn trừng mắt, triệu song vội vàng nói, trái cây của bà La Tiên Hoa là tài liệu chủ yếu luyện chế thăng long đan, giá trị rất cao. Chỉ đơn giản như vậy, ngươi chỉ biết như vậy, Lăng Hàn cực kỳ thất vọng, thấy trong ánh mắt Lăng Hàn lộ ra hung quang, nội tâm hắn không khỏi run lên, đây là muốn giết hắn sao. Hắn vội vàng nói, Long ca, ta có thể mang ngươi đi địa phương ra phụ gieo trồng bà La Tiên Hoa. Lăng Hàn cười ha ha có phải muốn tiên vương tỏa trấn chỗ đó giết ta cứu người trở về hay không